Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 199. Vu Xuyên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, mình lễ nghĩa như thế mà lại bị từ chối, thật xem thường mình đến cỡ nào. Hắn ta lập tức nổi giận, không kiềm được mà gần giọng nói, vận mệnh của ta do ta nắm giữ, kiếm tu kia, hôm nay ngươi xem thường ta, sau này ta sẽ khiến ngươi với không tới. Diệp Huyên nghe hắn ta nói vậy thì loạng choạng, suýt té xỉu. Nghịch thiên. Diệp Huyên cũng cạn lời. Vu Xuyên hoàng tử này đúng là thiên tài, thế mà lại còn muốn nghịch thiên, tên này biết cái gì là trời chứ? Rất nhiều người trong thế gian này không biết gì, lại không có năng lực nhưng ngày nào cũng đòi nghịch thiên gì đó, đúng thật là mọi chuyện đều chỉ là mở miệng là đến. Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, người này giống vài người trong hệ ngân hà, trong thế giới ảo thì tấn công rất mạnh tay, nhưng trong thực tế lại rất yếu ớt và ngoan ngoãn. Diệp Huyên lắc đầu cười, sau đó xoay người nhìn Vu Xuyên sắc mặt cực kỳ khó coi, thấp giọng nói, Vu Xuyên huynh, ta không có ý xem thường ngươi, chỉ nghĩ ngươi không thể giữ được ngôi vị này. Vu Xuyên chế giễu, thật nực cười, ta đường đường là hoàng tử, còn cần một người bình thường như ngươi chỉ dạy sao? Diệp Huyên lắc đầu rồi bỗng xoay người lại, tay trái nắm chặt lại. Trong tầng mây ở đằng xa, vô số đám mây bỗng bùng lên dữ dội. Ngay sau đó những đám mây này lao đến chỗ Diệp Huyên như thủy triều. Khi đến trước đại điện, tất cả đám mây đều biến thành một thanh kiếm rơi vào trong tay Diệp Huyên. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Vu Xuyên bỗng thay đổi, liên tục lùi về sau, ngươi. Diệp Huyên nhìn bức tượng người đàn ông đồ xanh ở một bên, sau đó cười nói, Vu Xuyên huynh, ta nói lại lần nữa, các ngươi không có thần thoại ông ấy, không chỉ không thần thoại hóa mà ngược lại còn làm nhiều chuyện chứng minh ông ấy yếu ớt. Có lẽ ông ấy không phải là người tốt nhưng ông ấy đúng là từng cứu vũ trụ tam duy. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Trong điện, Vu Xuyên như một đứng hình, sắc mặt hoảng hốt, hồi lâu sau hắn ta mới run giọng nói, đó là kiếm hoàng sao. Trong tinh không, Diệp Huyên cúi đầu nhìn nam vực bên dưới, từ vị trí của hắn có thể thấy cả nam vực cực kỳ nhỏ bé. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, vốn dĩ muốn đến xem lại quá khứ của cha. Xem có thể tìm được chút linh cảm nào không, sau đó đạt đến nội quan. Thế nhưng lại chỉ tìm thấy sự cô độc. Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, nếu đã đến thì đi tế lão mạc đi. Diệp Huyên nhíu mày, lão mạc. Tiểu Tháp nói, vâng, là một vị tiền bối mà chủ nhân rất kính trọng, chủ nhân xem ông ấy như sư phụ, thời gian trước nếu không nhờ ông ấy thì chủ nhân đã không còn sống thật rồi. Mộ của ông ấy ở sâu trong dãy thập vạn, người có thể đi tế lễ. Diệp Huyên gật đầu, ừ. Nói rồi hắn biến mất tại chỗ. Thoáng chốc hắn đã đến một nơi sâu trong 100.000 núi, Diệp Huyên nhìn thấy một ngôi mộ trên một đỉnh núi. Diệp Huyên nhìn bia mộ, mộ lão mạc, đệ tử Dương Diệp. Chỉ có vài chữ, rất đơn giản. Diệp Huyên đi đến trước ngôi mộ, Tiểu Tháp khẽ nói, năm đó cái chết của hai người đã gây ra cú sốc rất lớn với chủ nhân, một là mẹ của chủ nhân, hai chính là vị lão mạc này. Sau khi họ chết, tính tình của chủ nhân cũng trở nên cực đoan hơn, trong một thời gian dài, ngoài Tô chủ mẫu và Tử Nhi chủ mẫu ra, ông ấy không tin tưởng bất kỳ ai. Thật ra cả đời chủ nhân rất khổ, không chỉ chủ nhân mà thiên mệnh tỷ trước đó chẳng phải cũng rất thảm đó sao? Ai mà ngờ thiên mệnh vô địch bây giờ lại từng suýt nữa chết đói trong hang động. Nói rồi nó khẽ thở dài, nếu nói đến người không khổ nhất thì chính là Tiêu Giao Tử. Tên này đã bắt đầu bất khả chiến bại từ Nam Vực, vô địch cho đến bây giờ. Đại ca. Diệp Huyên lắc đầu cười. Phải nói rằng cuộc đời của đại ca quả thật rất thần kỳ. Một lúc sau Diệp Huyên cúi đầu thấp xuống với bia mộ, sau đó xoay người đi, đúng lúc này một giọng nói vang lên, ngươi là ai? Diệp Huyên xoay đầu lại nhìn, cách đó không xa một người phụ nữ chậm rãi bước đến. Người phụ nữ có vóc người khá cao. Mặc một bộ váy dài màu đen. Diệp Huyên nhìn bà ta, sau đó nói, bà là ai? Người phụ nữ nhìn Diệp Huyên hồi lâu nói, ngươi là con trai ông ấy. Diệp Huyên trầm giọng nói, bà biết cha ta. Người phụ nữ im lặng không nói. Diệp Huyên thầm hỏi, Tiểu Tháp, ngươi biết bà ta không? Tiểu Tháp nói, biết. Diệp Huyên hỏi, là ai? Tiểu Tháp nói, dù sao cũng có quan hệ không bình thường với chủ nhân, người cứ coi đó mà làm.
Diệp Huyên. Người phụ nữ bỗng khẽ nói, bây giờ ông ấy đang ở đâu? Diệp Huyên lắc đầu, ta cũng không biết. Người phụ nữ nhìn Diệp Huyên, người được nuôi thả. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Người phụ nữ nói, nhìn vẻ mặt của ngươi chắc là đúng rồi. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Người kia khẽ nói, ông ấy còn quay lại đây không? Diệp Huyên nhìn người phụ nữ, vị này, xưng hô thế nào nhỉ? Tự dưng gọi là gì thì hình như không ổn lắm. Người phụ nữ lắc đầu không nói gì. Diệp Huyên lại hỏi, bà ở đây đợi cha ta. Người kia gật đầu. Diệp Huyên hỏi tiếp, đợi bao lâu rồi? Người phụ nữ nói, người nhìn xem tóc ta đã bạc trắng cả rồi đây. Diệp Huyên nhìn người phụ nữ, đúng là mặc dù vẻ ngoài của người kia vẫn còn trẻ nhưng đầu tóc đã xuất hiện vài sợi bạc. Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi xòe lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn bay đến trước mặt người phụ nữ, trong chiếc nhẫn này có bí pháp và tài nguyên tu luyện, có thể sẽ tăng tuổi thọ và thực lực của bà. Người phụ nữ nhìn Diệp Huyên, người tên gì? Diệp Huyên cười nói, Diệp Huyên. Người phụ nữ nhíu mày, không phải họ Dương. Diệp Huyên nói, cha thả ta đến ở nhà họ Diệp nên. Người phụ nữ gật đầu, hiểu rồi. Diệp Huyên lại hỏi, bà vẫn đợi sao? Người phụ nữ gật đầu, đợi đến chết. Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, như thế này được không? Lần tới gặp được cha ta, ta sẽ nhắc ông ấy nói ông ấy quay lại đây. Với thực lực hiện tại của ông ấy muốn quay lại đây chỉ là chuyện trong tích tắc. Nghe thế ánh mắt bà ta sáng lên, có thể sao? Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ nói với ông ấy ở đây còn một người đang đợi ông ấy. Người phụ nữ nói, cảm ơn nhiều. Diệp Huyên cười nói, tạm biệt. Nói rồi hắn nhấc kiếm lên rồi biến mất ở tận chân trời. Người phụ nữ nhìn về phía chân trời hồi lâu cũng không nói gì. Trong tinh không, Diệp Huyên không nhìn được hỏi, tiểu tháp, rốt cuộc người phụ nữ đó là ai vậy? Tiểu tháp nói, dù sao cũng từng có xích mích với chủ nhân, hai, nói đến đây ta phải nói vài câu mới được, trước đây tính tình chủ nhân đúng thật là cực đoan, cố chấp, cứng đầu, dĩ nhiên điều này có liên quan đến những gì ông ấy trải qua, lớn lên trong môi trường đó không cực đoan là điều không thể. Về vấn đề tính cách, ta nghĩ tiểu chủ có tính cách ổn hơn ông ấy rất nhiều, ít nhất nhiều khi người không làm loạn, trước đây chủ nhân là như thế, một câu không hợp ý là có thái độ hệt như ta giết cả nhà ngươi vậy. Hệt như kẻ biến thái vậy. Diệp Huyên. Tiểu tháp nói tiếp, còn người thì một câu không hợp ý là lại làm màu, khác nào tên ngốc đâu. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, tiểu tháp, nếu ta giết ngươi, ngươi nói xem ta có chứng đạo không. Tiểu tháp nói, giết ta không có tác dụng, nếu người tiểu diệt được chủ nhân thì chắc chắn sẽ chứng đạo. Diệp Huyên nói, ngươi đừng nói bậy, ta chưa từng có ý nghĩ đó. Nói rồi hắn xoay người biến mất ở tinh không vô tận. Tây vực. Hôm nay tông môn mạnh nhất ở Tây vực Nguyên Thủy Tông đều ra sức đề phòng như gặp phải kẻ thù. Đạo tộc quay về rồi. Đạo tộc đột nhiên quay về khiến tất cả các thế lực trong vũ trụ quan huyên đều loạn. Dĩ nhiên họ đều không xa lạ gì với đạo tộc, phải biết là năm đó họ kết hợp với nhau để đuổi đạo tộc ra khỏi vũ trụ quan huyên. Mà bây giờ đạo tộc lại quay lại. Đạo Lăng lặng im đứng trên bầu trời Nguyên Thủy Tông, đằng sau y là 20 cường giả quan cảnh. Lúc này một ông lão xuất hiện trước mặt Đạo Lăng, ông lão này chính là tông chủ của Nguyên Thủy Tông, cũng là một trong những cường giả mạnh nhất vũ trụ quan huyên hiện tại. Tông chủ Nguyên Thủy Tông nhìn Đạo Lăng, xem ra ngươi mạnh hơn cha ngươi năm đó nhiều đấy. Đạo Lăng nói, hôm nay ta đến đòi nợ, ông sẵn sàng chưa? Tông chủ Nguyên Thủy Tông nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Tay phải siết chặt định ra tay, lúc này Đạo Lăng bỗng lắc đầu, không vội. Nói rồi một tàn ảnh đột nhiên bay đến từ chân trời ở đằng xa, ngay sau đó bóng dáng đó đã xuất hiện trước mặt Đạo Lăng, y vung tay lên, hàng trăm cái đầu chậm rãi rơi xuống từ trên không trung. Nhìn thấy mấy cái đầu này, tông chủ Nguyên Thủy Tông sửng sốt, đạo tộc. Đạo Lăng nhìn tông chủ Nguyên Thủy Tông, muốn để lại ngòi lửa cho Nguyên Thủy Tông ông. Nói rồi y lắc đầu, sao có thể? Tông chủ Nguyên Thủy Tông nói, tất cả người của Nguyên Thủy Tông nghe lệnh, liều mạng với đạo tộc. Vừa dứt lời, ông ta lao ra. Ở đằng xa, Đạo Lăng bỗng giơ tay phải lên, sau đó đè mạnh xuống.
tông chủ Nguyên Thủy Tông đó còn chưa kịp phản ứng thì đã bị sức mạnh bí ẩn đánh trúng. Tông chủ Nguyên Thủy Tông rơi vào Nguyên Thủy Tông, mà trong Nguyên Thủy Tông lại có vô số đại trận đã bị phá vỡ, tông chủ Nguyên Thủy Tông đó tan xương nát thịt, chỉ còn lại linh hồn. Một chiêu tất chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, các cường giả của Nguyên Thủy Tông ở đó đều hoảng sợ, ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Tông chủ mạnh đến thế mà lại bị một chiêu đánh bại. Ở bên dưới tông chủ Nguyên Thủy Tông ngẩng đầu lên nhìn Đạo Lăng, hơi hoang mang, ngươi cảnh giới nội quan. Ngươi thế mà đã đạt đến cảnh giới nội quan. Đạo Lăng không đáp lời, y phất tay áo bên phải lên. Linh hồn của tông chủ Nguyên Thủy Tông lập tức bị phá hủy, tan biến. Đạo Lăng xoay người đi, không một ai trong Nguyên Thủy Tông được sống sót. Không lâu sau 12 cường giả mạnh nhất lao vào trong Nguyên Thủy Tông, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên trong Nguyên Thủy Tông. Sau khi đi khỏi Nguyên Thủy Tông, Đạo Lăng đi thẳng qua tinh vực đến cấm kỵ chi địa của vùng đất cực Bắc. Bây giờ vũ trụ quan huyên vẫn còn lại hai thế lực cực kỳ mạnh, một trong đó là thần đình thời gian và cấm kỵ chi địa này. Vừa bước vào cấm kỵ chi địa, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Đạo Lăng. Người đàn ông trung niên nhìn Đạo Lăng, kẻ nghịch thiên. Đạo Lăng lắc đầu, ta không thích xưng hô này lắm, ta chỉ là ta, không phải kẻ nghịch thiên gì cả. Người đàn ông khẽ cười, ngươi rất mạnh nhưng ngươi phải thừa nhận rằng ngươi là vì có khí vận làm tăng thêm sức mạnh nên ngươi mới có thể mạnh như thế, nói một cách đơn giản là sức mạnh của ngươi cũng không thuần túy, đúng chứ? Đạo Lăng khẽ nói, cấm kỵ chi địa này khiến ta bất ngờ đấy. Người đàn ông trung niên nhìn Đạo Lăng, để ta xem thử thực lực của kẻ nghịch thiên đương thời đi. Vừa dứt lời, ông ta bỗng biến mất. Thoáng chốc cả tinh hà biến mất. Quan cảnh. Không chỉ thế, hơn là nội quan. Nội quan cảnh. Không thể không nói, thực lực người đàn ông trung niên khiến Đạo Lăng có phần bất ngờ. Xem ra, cấm kỵ chi địa này không hề đơn giản như ý nghĩ. Không nghĩ nhiều, Đạo Lăng bước một bước lên trước, trở tay phải, sau đó giáng mạnh xuống. Ầm. Thời không nứt vỡ, một bàn tay khổng lồ với hào quang thời hoang cổ lập tức loen ra từ trong vết nứt thời không. Sau đó lao xuống, muốn nghiền nát người đàn ông trung niên đang leo đến kia thành cho bụi. Người đàn ông trung niên đang lao đến bỗng cười lạnh, tay phải gập lại ba ngón vào trong, sau đó khẽ tạo kết ấn trên đầu. Ầm. Một vùng sáng vàng từ trong ấn trưởng phóng lên trời, trong luồng sáng vàng có chứa sức mạnh thần bí vô hạn. Đùng. Bỗng chốc, một tiếng nổ vang vọng khắp cả tinh không vũ trụ, từng luồng sức mạnh kinh khủng tựa như làn sóng. Từ khắp nơi đổ về, chớp mắt đã cuồn cháo khắp cả tinh không, lúc này tinh không giống như nước đang sôi, dao động kịch liệt, sau đó sụp đổ, vô cùng kinh khủng. Trong tinh không, vẻ mặt Đạo Lăng bình tĩnh, y khẽ phất tay áo, dư âm sức mạnh kinh khủng kia còn lại ở trước mặt y bỗng nhiên biến mất không dấu không vết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ở phía xa, người đàn ông trung niên khẽ cười, vung nhẹ tay phải. Dư âm sức mạnh còn lại xung quanh ông ta lúc này cũng tan thành mây khói. Người đàn ông trung niên nhìn Đạo Lăng, cười nói, nội quan. Không thể không nói, tuổi trẻ như vậy đã đạt đến nội quan, hơn nữa còn đến trình độ như vậy, không hổ là kẻ nghịch thiên. Đạo Lăng nhìn sau lưng người đàn ông trung niên, rồi nói, xem ra, cấm kỵ chi địa ngươi trước giờ vẫn che giấu thực lực của bản thân. Người đàn ông trung niên lắc đầu, chúng ta không che giấu thực lực. Chỉ là các ngươi trước giờ đều không hiểu rõ chúng ta. Đạo Lăng nói, không cần hiểu rõ, vì các ngươi sẽ mau chóng biến mất khỏi thế gian này thôi. Người đàn ông trung niên cười nói, quan cảnh, không làm được. Đạo Lăng nói, thử xem. Nói xong, y bước lên một bước. Ầm. Vừa bước xuống, thời không dưới chân Đạo Lăng lập tức nứt ra, sau đó, thời không trước mặt người đàn ông trung niên bỗng tan vỡ. Một ấn trưởng bay đến trong ấn trương này còn đang bùng cháy lửa nóng hừng hực. Người đàn ông trung niên nheo hai mắt, ông ta mở bàn tay phải, sau đó nắm chặt lại, chớp mắt, vô số vật chất thần bí ngưng tụ lại từ trong lòng bàn tay ông ta. Sau khi đạt đến quan cảnh, thì có thể hủy diệt vật chất, nhưng nếu vật chất đủ mạnh và nhiều thì sao? Như nước có thể diệt lửa, nhưng, một khi lửa quá lớn thì cũng chưa chắc. Người đàn ông trung niên bỗng lao về phía trước, đánh ra một quyền. Bùm!
Trên nắm quyền người đàn ông trung niên, một luồng sức mạnh kinh khủng tuôn trào như thủy triều, chớp mắt, cả Tiên Hà đã bị hủy diệt. Ầm ầm. Hai người lại chiến đấu quyết liệt, nhưng sau đó, người đàn ông trung niên lập tức bay lùi ra mấy nghìn trượng, ông ta vừa dừng lại thì tay phải lập tức bị một sức mạnh thần bí thiêu cháy thành hư vô. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn đạo lăng phía xa, ánh mắt đã nặng nề hơn, đại đạo chi hỏa. Đạo lăng không nói gì nhiều, bước lên một bước, lại đánh ra một quyền. Người đàn ông trung niên nheo mắt, mở lòng bàn tay, một thanh trường thương xuất hiện trong tay, tiếp đó, ông ta vươn người nhảy lên, đâm mạnh một thương. Bù! Thương đâm nứt trời xanh. Vẻ mặt đạo lăng bình tĩnh, khi thương này tiến đến trước mặt y, tay phải y bỗng siết chặt, sau đó đánh ra một quyền. Một quyền đơn giản. Thế nhưng, quyền này đánh ra, chớp mắt tinh không trong vòng mấy trăm vạn trượng lập tức hóa thành cho bụi. Bị xóa bỏ. Ầm ầm. Người đàn ông trung niên cả người lẫn thương lập tức bị một quyền của đạo lăng đẩy lùi cả vạn trượng, vừa mới dừng lại, trường thương trong tay ông ta lập tức vỡ vụn. Thấy vậy, người đàn ông trung niên nheo mắt, ông ta ngẩng đầu nhìn đạo lăng phía xa, ngay lúc này, ông ta bỗng ngẩng đầu, sau đó, một ấn trưởng đã lao xuống. Ánh mắt người đàn ông trung niên thay đổi, hai tay giao nhau cản lại, ngự. Quỳnh. Thoáng chốc, vô số sức mạnh ngưng tụ quanh người ông ta. Ầm ầm. Sau khi ấn trưởng này giáng xuống, người đàn ông trung niên trực tiếp bị đánh vào một vùng thế giới thời không thần bí. Sau khi dừng lại, ánh mắt người đàn ông trung niên đầy kinh sợ, tử gian chi giới. Vừa nói xong, vẻ ngoài người đàn ông trung niên bắt đầu già nua nhanh chóng, không những thế, thân thể ông ta còn tỏa ra mùi tanh hôi cực kỳ khó ngửi. Thiên nhân ngũ suy. Với tình huống bình thường, cao thủ cấp độ như thế thì không thể có thiên nhân ngũ suy, nhưng đây là tử gian chi giới. Tử gian chi giới là gì? Một thế giới không có bất kỳ vật chất gì, trong thế giới này, mọi vật chất đều không tồn tại, mà chỉ có tuế nguyệt chi lực trong truyền thuyết thôi. Thời gian trôi đi. Thử hỏi nhân gian, ai dám ngăn cản thời gian trôi? Lúc này, người đàn ông trung niên có phần hoảng sợ. Ông ta không ngờ, sức mạnh đạo lăng lại mạnh đến vậy, có thể trực tiếp đánh ông ta vào tử gian chi giới. Nếu ông ta không mau chóng đi ra thì ngay cả ông ta, một khắc sau sẽ biến thành hạt bụi trong lịch sử thôi. Bởi vì cho dù là ông ta, cũng không ngăn nổi tuế nguyệt chi lực. Người đàn ông trung niên đánh mạnh một quyền bằng tay phải, sức mạnh kinh người từ trong nắm quyền ông ta tuôn ra, nhưng sau đó, sức mạnh kia lập tức tan thành mây khói. Bất kỳ vật chất nào xuất hiện ở thế giới này, đều bị thời gian nuốt chửng, sau đó trở thành quá khứ. Lúc này, người đàn ông trung niên thật sự hoảng rồi. Uy hiếp lớn nhất với cao thủ quan cảnh chính là thời gian. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn đạo lăng phía xa, hung dữ nói, muốn tiêu diệt cấm kỵ chi địa ta. Đừng nói là ngươi, cho dù ngươi và tên phế vật người thiên mệnh cộng lại cũng không tiêu diệt được Diệp Huyên. Đạo lăng nhìn người đàn ông trung niên, im lặng không nói. Ngay lúc người đàn ông trung niên sắp biến mất, thì bỗng xảy ra chuyện kỳ lạ, một bàn tay bỗng vươn vào tử gian chi giới, sau đó kéo người đàn ông trung niên ra ngoài. Đồng thời, bàn tay kia bỗng bay vụt về phía đạo lăng. Ầm. Một luồng sức mạnh lao đến như nước lũ. Ở phía xa, đạo lăng nhíu mày, y nâng tay phải lên ngăn lại. Đùng. Một tiếng nổ bỗng vang vọng, tiếp đó, đạo lăng lập tức bị đánh bay ra cả nghìn trượng. Sau khi đạo lăng dừng lại, khẽ nhíu mày, y nhìn về phía xa, bên cạnh người đàn ông trung niên có một tàn ảnh đứng đó. Là một người đàn ông trẻ tuổi. Không phải bản thể. Người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo màu trắng đơn giản, tóc dài xõa sau lưng, vẻ mặt cười nhạt, tươi cười nhưng cũng có phần trêu đùa. Người đàn ông áo trắng quan sát đạo lăng, sau đó cười nói, ngươi chính là kẻ nghịch thiên đời này. Nói rồi, ông ta khẽ lắc đầu, chẳng ra làm sao cả. Đạo lăng nhìn người đàn ông áo trắng, y bỗng đánh ra một quyền. Bù! Một nắm quyền mang theo ngọn lửa từ trong sân quét qua, sau đó, một quyền lửa đó chớp mắt đã đến trước mặt người đàn ông áo trắng, người đàn ông áo trắng khẽ cười, điểm một ngón tay. Ầm. Quyền lửa kia lập tức tan vỡ, sau đó bị hủy diệt.
còn người đàn ông áo trắng kia lại không bị ảnh hưởng gì. Người đàn ông áo trắng khẽ vung tay phải, sau đó lắc đầu, đúng là chẳng thú vị gì, vốn nghĩ rằng ngươi và người thiên mệnh kia có thể mang đến cho ta chút bất ngờ, nhưng bây giờ xem ra, hai người các ngươi cũng chỉ là đám cỏ dại, sao các ngươi xứng với tên tuổi ta được chứ? Trong tinh không phía xa, Diệp Huyên bỗng hắt xì, hắn nhíu mày, Tiểu Tháp, hình như có người đang mắng ta. Tiểu Tháp nói, ai? Diệp Huyên lắc đầu, không biết, nói cùng, chắc chắn là đang mắng ta cảm nhận được. Tiểu Tháp nói, vậy người chuẩn bị làm gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, đương nhiên là mắng lại rồi, ta đào tổ tông nhà ngươi. Tiểu Tháp. Đạo Lăng nheo mắt, người nằm ngoài pháp tắc. Người đàn ông áo trắng cười nói, ta, sinh ra đã vô địch. Đạo Lăng nhíu chặt mày. Người đàn ông áo trắng quay đầu nhìn người đàn ông trung niên, người thiên mệnh kia đang ở đâu? Người đàn ông trung niên do dự chốc lát rồi nói, lúc trước vẫn đang ở Tiên Bảo Các, bây giờ không biết đã đi nơi nào. Nói rồi, ánh mắt ông ta có chút khinh thường, thiếu gia, người này căn bản không đáng để người quan tâm, theo ta biết, người này chẳng qua chỉ là thần biến cảnh. Hơn nữa, còn ra vẻ làm màu, bình thường không đứng đắn. Người đàn ông áo trắng lạnh nhạt nói, có thể trở thành người thiên mệnh, nào lại tệ hại như ngươi nói chứ? Người đàn ông trung niên vội gật đầu, đúng đúng, là thuộc hạ kém cỏi, thiếu gia dạy dỗ là đúng. Người đàn ông áo trắng quay đầu nhìn Đạo Lăng phía xa, cười nói, ta biết vừa nãy ngươi chưa dùng hết sức, nào, dốc hết sức lực của ngươi, để ta xem ngươi có tư cách để bản thể ta tìm ngươi không? Đạo Lăng liếc nhìn người đàn ông áo trắng, sau đó, y đột nhiên biến mất. Chớp mắt, cả tinh hà lập tức bị thiêu đốt. Tất cả mọi thứ bắt đầu bị chôn vùi, nghét cả dòng sông thời gian ở tinh hà này. Tất thảy vật chất đều bị phá hủy. Ở phía xa, người đàn ông áo trắng nheo mắt, ông ta đột nhiên tiến lên trước, điểm tay. Vừa điểm đã ngăn được một quyền kinh khủng này của Đạo Lăng, thế nhưng sau đó, linh hồn người đàn ông áo trắng bắt đầu biến mất nhanh chóng thấy rõ. Người đàn ông áo trắng nhíu mày, ông ta đột nhiên thu tay về, chợt bay về sau, vừa bay lên lập tức đã bay ra ngoài cả mấy vạn trượng, mà sau khi dừng lại, linh hồn hắn ta đã hư ảo gần như trong suốt. Một quyền vừa nãy, ông ta không thể đỡ được. Người đàn ông áo trắng nhìn Đạo Lăng, cười nói có chút thú vị rồi. Ha ha! Vẻ mặt Đạo Lăng vô cảm. Tay phải chậm rãi siết chặt. Người đàn ông áo trắng chợt lắc đầu, hôm nay đến đây thôi, kẻ nghịch thiên, hôm khác ta sẽ đến tìm ngươi và người thiên mệnh, ta sẽ đích thân giết chết hai người các ngươi, trong thời gian này, ngươi và người thiên mệnh kia phải cố gắng đấy. Ha ha! Nói xong, thân thể ông ta dần dần biến mất. Trước khi biến mất, người đàn ông áo trắng còn muốn nói gì đó thì Đạo Lăng ở phía xa đã đánh mạnh một quyền. Người đàn ông áo trắng kia lập tức biến mất. Vẻ mặt Đạo Lăng vô cảm, nói nhiều. Người đàn ông trung niên ở bên cạnh nhìn Đạo Lăng chằm chằm, Đạo Lăng tộc trưởng, thiếu gia sẽ đích thân đến tìm ngươi. Nói xong, ông ta dần dần trở nên hư ảo, rất nhanh sau đó, đã hoàn toàn biến mất. Đạo Lăng bước lên một bước, vừa bước đã đến thẳng cấm kỵ chi địa, sau khi đi vào cấm kỵ chi địa, y khẽ nhíu mày, vì y phát hiện. Cấm kỵ chi địa không hề có hơi thở sinh linh nào cả. Toàn bộ đã đi rồi. Người đàn ông trung niên lúc này, thật ra là đang kéo dài thời gian. Đạo Lăng đứng tại chỗ im lặng một lúc, sau đó quay người rời đi. Ở bên kia, Diệp Huyên vừa quay về Đại Thiên Vực, Lão Trương đã xuất hiện trước mặt hắn. Lão Hương thấp giọng nói, Diệp công tử, người nằm ngoài pháp tắc kia đã xuất hiện rồi. Diệp Huyên khẽ ngây người, sau đó nói, ai? Vẻ mặt Lão Trương có phần nghiêm trọng, Thế tử Thích Gia nắm giữ 800 tinh hà, Thích Thiên, được gọi là sinh ra đã vô địch, cả đời người này, trong những người cùng cấp, chưa từng thất bại, không những chưa từng thất bại trong cùng cấp, mà vượt cấp cũng chưa từng thất bại. Nói rồi, ông ta nhìn Diệp Huyên, người nằm ngoài pháp tắc, kẻ nghịch thiên, người thiên mệnh, ba người các người đều xuất hiện ở một thời đại, đây không phải là chuyện tốt. Diệp Huyên im lặng. Vượt ngoài pháp tắc. Có nghĩa là gì? Nghĩa là giống như Tiêu Giao Tử đại ca vậy. Đại ca mới thật sự là vô địch. Diệp Huyên im lặng, hắn không hề xem thường Thích Thiên,
bởi hắn đã từng gặp và lĩnh giáo sức mạnh của đạo lăng. Cho đến hôm nay, hắn vẫn không tự tin mình có thể hoàn toàn chiến thắng. Lão Trương lại nói, Diệp công tử hãy cẩn thận, hình như gã đến để giết cậu. Diệp Huyên cau mày, vì sao lại giết ta? Lão Trương cười khổ, gã nói cậu và đạo lăng không có tư cách ngồi ngang hàng với gã, vì vậy muốn giết cả hai người. Diệp Huyên, chỉ vậy thôi. Lão Trương, Diệp công tử cho rằng suy nghĩ này ngây thơ. Diệp Huyên gật đầu, có chút. Lão Trương lắc đầu, việc này không đơn giản như vậy, Diệp công tử. Việc gã đến giết hai người thoạt nhìn như để giành lại khí phách, nhưng thật ra là đang giành khí vận. Cậu, đạo lăng và gã đều chiếm một phần khí vận của thiên địa. Không có nó, các ngươi sẽ không đạt đến trình độ như hiện nay, gã cũng thế. Vì vậy, thứ gã đang giành lấy là khí vận, là bốn chữ, vô địch vạn cổ, trong đại đạo. Khí vận. Diệp Huyên thắc mắc, ý tiền bối là vận may. Lão Trương lắc đầu cười, cũng có thể xem như vậy, nhưng nói đúng hơn thì là khí vận của đại đạo, tức là vận may do chính đại đạo đặt ra. Nó ủng hộ ai, người ấy sẽ được thêm khí vận. Ông ta thoáng dừng lại, những lời trên là các chủ bảo ta nói với cậu. Nàng dặn dò Diệp công tử phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được xem thường cuộc tranh giành khí vận này. Cậu có lẽ sẽ không chết, nhưng một khi thua thì vĩnh viễn không gánh được hậu quả. Diệp Huyên cau mày, hậu quả gì? Lão Trương, năm xưa cũng từng xảy ra chuyện thế này, khi cha cậu và vị kiếm tu Tiêu Dao kia. Các chủ nói cậu có thể hỏi Tiểu Tháp. Tiểu Tháp? Nó bỗng thấp giọng thở dài. Diệp Huyên hỏi, Tiểu Tháp, ngươi than thở gì đấy? Tiểu Tháp, tiểu chủ, nếu lời Tần Quan tỷ tỷ là đúng thì chuyện này nghiêm trọng cực kỳ. Ngươi tuyệt đối không thể thua. Diệp Huyên, vì sao lại nói vậy? Giọng Tiểu Tháp trở nên trầm trọng, người có biết bao nhiêu người đã bẻ mạng năm ấy không? Người thân của chủ nhân, hai vị Thiên Mệnh tỷ tỷ và Thiên Tú tỷ tỷ đều tử trận, Bỉ Thiên tỷ tỷ bị chém chết, Nhị Nha và Tiểu Bạch suýt nữa mất mạng. Chưa hết, ngay cả chủ nhân cũng thiếu điều toi mạng, tuy cuối cùng còn sống nhưng người bên cạnh suýt thì chết hết. Và lại năm ấy còn đặc biệt ở chỗ Thiên Mệnh tỷ tỷ đã đột phá, không còn lòng dạ giết người mà chỉ muốn đi tìm tiểu chủ, bằng không. Nó nói đến đây thì im lặng. Diệp Huyên cũng lặng thinh. Tiểu Tháp lại nói, tiểu chủ à, lần này khác với lần trước, người tuyệt đối phải cẩn thận. Ta hiểu ý Tần Quan tỷ tỷ muốn nói, khí vận này là phải giành lấy, bằng không người sẽ phải đánh đổi rất nhiều. Hơn nữa người khác sẽ không bỏ qua cho tiểu chủ, không tranh chỉ có một con đường chết. Có những khi không chỉ có đúng và sai, mà người cản đường kẻ khác thì họ ắt sẽ phải giết người, chỉ đơn giản vậy thôi. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Hắn quay sang Lão Trương, tiền bối có thể giúp ta truyền lời cho Thích Thiên được không? Ông ta do dự, cậu muốn mắng gã. Diệp Huyên lắc đầu, nói với gã rằng ta vô cùng kính nể tộc trưởng đạo tộc Đạo Lăng, cũng xem huynh ấy là yêu nghiệt thiên tài có 102 khắp vạn cổ chí kim. Gã muốn tranh khí vận với Đạo Lăng huynh của ta chỉ là nằm mơ giữa ban ngày, gã còn không xứng xách giày cho huynh ấy. Sắc mặt Lão Trương cứng đờ. Diệp Huyên nghiêm túc dặn dò, nhớ phải truyền lời đấy. Sau đó rời đi. Lão Trương. Chấm chấm chấm. Đi xa rồi, Tiểu Tháp mới hỏi, không phải tiểu chủ đã hứa sẽ không ra vẻ nữa à? Diệp Huyên dừng bước, thở dài, người có biết chỉ số thông minh là gì không Tiểu Tháp? Tiểu Tháp im lặng một hồi mới đáp, ta chỉ là cái tháp thôi mà. Diệp Huyên. Hắn nghiêm túc nói, ta không muốn dựa dẫm và cha và Thanh Nhi nữa, nhưng với tình hình trước mắt, nếu ta cứ đâm đầu đi trêu Thích Thiên và Thích Tộc thì kết quả sẽ như thế nào? Sẽ bị đánh như con, rồi ta lại liều mạng, đốt hồn, tự bạo, cuối cùng vẫn phải để Thanh Nhi ra giải quyết. Rồi muội ấy sẽ lại đại sát tứ phương. Hắn lắc đầu, cứ chơi mãi một bài như vậy không thấy chán sao? Tiểu Tháp. Diệp Huyên, bây giờ ta đánh không lại đối phương thì còn đi ghẹo gan gã làm gì? Tranh thủ tiến bộ thêm một chút không tốn hơn sao? Tiểu Tháp do dự một hồi, nói cường giả chân chính không thèm chơi mưu kế. Diệp Huyên, thế chơi cái gì? Tiểu Tháp, liều mạng. Diệp Huyên cười, cha ta trước kia hay làm vậy đúng không? Tiểu Tháp, chính xác. Diệp Huyên, lúc hai chúng ta đến vũ trụ Tam Duy. Ngươi có kể cho ta nghe rất nhiều chuyện.
Ta còn nhớ chuyện nhóm cường giả ở đại lục Sơ Huyền tự bạo để chống lại Thiên Đạo Thánh Địa, cũng là cha của Tần Quan và những người khác. Cha ta cũng hợp tác với họ chống lại Thiên Đạo, cuối cùng vô số cường giả chống đối mất mạng nhưng ông ấy vẫn sống, vì sao? Tiểu Tháp trần trừ, vì cha của chủ nhân Dương Vô Địch, đã cứu ông ấy. Diệp Huyên lại hỏi, nếu cha của cha ta không giỏi đến vậy thì ông ấy sẽ ra sao? Nếu năm ấy cha không có ngươi và Tiểu Bạch, hay không có Mạc Lão? Tiểu Tháp. Diệp Huyên không nói gì nữa, xoay gót rời đi. Hắn nhìn thấu tất cả nhưng không muốn bận tâm, chỉ muốn thay đổi bản thân mà thôi. Nếu đã không muốn dựa vào Thanh Nhi và cha thì nhất định phải thay đổi. Phải biết kẻ địch nào có thể trêu vào, kẻ nào không. Tuyệt đối không được mù quáng nhảy vào ghẹo gan người ta. Một khi sức mạnh còn chưa đạt đến đỉnh cao thế giới như Thanh Nhi, thì não bộ vẫn là thứ quan trọng để sinh tồn. Ra vẻ là gì? Là đã đánh không lại mà còn thích giỡn mặt. Nhưng bây giờ sức mạnh không đủ, ta dùng mưu kế bù vào. Có gì sai sao? Diệp Huyên trở lại Tiên Bảo Các, tầng 12 hiện nay đã thành nơi ở của hắn. Mỗi khi rỗi rãi hắn sẽ đến đây đọc sách giải sầu, cũng xem như thanh nhàn. Một hôm nọ, thời gian chi chủ đột ngột bước vào Tiên Bảo Các. Ông ta thấy Diệp Huyên thì vội vã nghênh đón, run rẩy nói, Diệp thiếu. Xin hãy cứu thần đình của ta. Diệp Huyên hỏi, sao vậy? Sắc mặt ông ta tái nhợt, đạo tộc muốn tiêu diệt thần đình thời gian. Diệp Huyên cau mày, tiêu diệt thần đình thời gian của ông. Thời gian chi chủ gật đầu, đúng vậy. Sau đó khom người thật sâu, xin Diệp thiếu cứu giúp. Diệp Huyên, theo ta biết mấy thế lực lớn của vũ trụ quan huyên năm xưa từng hợp tác giết đạo tổ, ông. Thời gian chi chủ vội lắc đầu, thần đình thời gian chúng ta không hề tham dự trận chiến năm ấy. Khi đó ta còn chưa lớn lên, người tham gia là đạo chủ. Diệp Huyên khó hiểu, các ngươi đã không tham gia thì họ còn giết làm gì? Thời gian chi chủ cười khổ, vì họ muốn xưng bá khắp vũ trụ quan huyên. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi, đặt quyển sách trong tay xuống, nói, vậy đến thần đình thời gian xem. Thời gian chi chủ nghe vậy thì sửng sốt, run rẩy hỏi, Diệp thiếu bằng lòng tương trợ ư. Diệp Huyên gật đầu, ông từng giúp đỡ ta không ít, nay ông gặp nạn, sao ta có thể khoanh tay. Đi thôi. Hắn đứng dậy rời đi. Thời gian chi chủ đứng tại chỗ một hồi, khẽ mỉm cười. Ngày ấy kết thiện duyên, hôm nay gặt thiện quả. Chấm chấm chấm. Không bao lâu sau, Diệp Huyên và thời gian chi chủ đã đi đến thời gian thần thành. Đã có một vài cường giả đạo tộc tụ tập lại, nhưng đạo lăng không xuất hiện, bởi một thần đình thời gian không đủ để họ đặt vào mắt. Nơi chân trời, Diệp Huyên đi đến trước nhóm cường giả, chú ý vào lão giả đi đầu. Lão ta lãnh đạm nhìn lại. Diệp Huyên mỉm cười, đạo tộc muốn tiêu diệt thần đình thời gian này sao? Lão già gật đầu, phải. Diệp Huyên, vậy đánh đi. Dứt lời, hắn gọi một thanh kiếm xuất hiện trong tay. Lão già cau mày, người thiên mệnh, vì sao lại muốn xen vào việc này? Diệp Huyên cười, thời gian chi chủ từng giúp ta không ít, sống trên đời cũng không thể vong ân phụ nghĩa được, đúng chứ? Lão già nhìn hắn, người thật sự muốn nhúng tay vào. Rõ ràng lão ta có phần kiêng kỵ với người thiên mệnh. Diệp Huyên chỉ cười, phải. Lão già nheo mắt lại, xin chỉ giáo. Nói xong, lão bước tới trước, tinh không lập tức vặn vẹo, vô vàn sức mạnh ùa tới từ bốn phía. Diệp Huyên chỉ đơn giản vung kiếm chém xuống. Xoẹt. Thiên địa và tinh không vặn vẹo đồng thời nứt toác. Phá hủy vật chất. Lão già nơi xa siết chặt tay phải, hai mắt đong đầy vẻ nghiêm trọng quan cảnh. Diệp Huyên chỉ chậm rãi bước tới. Hắn đi rất chậm, mặt mày bình thản, nhưng lại có một luồng kiếm thế vô hình bao phủ lấy lão già. Lão ta nheo mắt lại, đang muốn ra tay thì chợt nhíu mày, sau đó nói với Diệp Huyên, xem như nể mặt ngươi. Rồi dẫn một đám cường giả đạo tộc biến mất. Diệp Huyên cau mày, sao tự dưng đi hết vậy? Hắn suy nghĩ một hồi cũng không ra, bèn không nghĩ nữa mà rời đi. Chấm chấm chấm. Trong tinh không, lão già dẫn đầu nhóm cường giả đạo tộc cúi người thi lễ. Đứng cách đó không xa chính là đạo lăng. Lão già do dự một hồi,
nói tộc trưởng nể mặt người thiên mệnh là có ý đồ gì khác sao? Đạo Lăng ngẩng đầu nhìn vào vũ trụ, nói ta đã thăm dò được nơi ở của Thích tộc, người thay ta qua đó nói người thiên mệnh là người mà ta kính ngưỡng. Nếu Thích Thiên dám gây phiền phức cho hắn, Đạo Lăng ta có thành quỷ cũng không bỏ qua. Lão già! Tại một tinh vực không biết nọ. Nơi này có một tinh cầu khổng lồ với hàng trăm ngôi sao lớn nhỏ khác quay xung quanh. Nhưng khi nhìn kỹ lại sẽ phát hiện chúng thật ra là những trận pháp đồ sộ. Dùng tinh vực tạo thành trận pháp. Trên tinh cầu lớn nhất kia, có một gia tộc sinh sống. Đó là Thích tộc. Trong thành, một thiếu niên ngồi xếp bằng dưới đất, đứng bên người gã là hai lão già đã đến nội quan cảnh. Người này chính là Thích Thiên. Trước khi gã xuất hiện, Thích tộc đã là một siêu thế gia trông coi 800 tinh vực. Nhìn khắp vũ trụ Chu Thiên, từ Chu tộc cổ xưa ra thì không còn ai xứng làm đối thủ của họ. Nhưng khi một siêu yêu nghiệt như Thích Thiên ra đời, Thích tộc đã không còn kiêng dè Chu tộc nữa. Bọn họ bảo bọc gã một cách gần như biến thái. Bởi vì chỉ cần có gã, việc Thích tộc vượt mặt Chu tộc chỉ còn là vấn đề thời gian. Lúc này, có một lão già áo đen đi đến, thi lễ với Thích Thiên, thiếu gia, người thiên mệnh và người nghịch thiên gửi thư đến. Người đang xếp bằng mở mắt ra, cười hỏi, gửi cho ta. Lão già áo đen gật đầu, đúng vậy. Thích Thiên nhận lấy, mở ra nhìn một hồi rồi cười khẩy, hai tên này cũng xem như thông minh. Lão già trông có vẻ nho nhã đứng sau gã nhận lấy thư đọc một hồi, nói, thư của chúng đều muốn xúi dục thiếu gia đi tìm người còn lại, để tranh thủ chút thời gian cho bản thân. Thích Thiên lại cười, ta làm sao lại không hiểu được. Chẳng lẽ chúng nghĩ ta đần độn lắm? Lão già nho nhã lắc đầu, không đơn giản như vậy. Thích Thiên nhìn sang, thầy nhìn ra được gì khác sao? Lão già khẽ nói, có thể chúng sẽ hợp tác với nhau. Hợp tác? Thích Thiên nghe vậy thì cau mày, không thể nào. Cả hai đều là thiên chi kiêu tử mà. Lão già nho nhã lắc đầu, dưới tình huống bình thường thì không, nhưng nếu ngươi quá mạnh, chúng có thể sẽ làm vậy. Thích Thiên, ngạo khí của chúng đâu cả rồi? Lão già lắc đầu, đều là hư hão thôi. Cười một lúc không tính là gì, cười đến cuối mới là người thắng. Bọn chúng đã nhìn ra được điểm này. Thích Thiên im lặng. Lão già lại nói, vũ trụ Quan Huyên tuy không bằng vũ trụ Chu Thiên nhưng đừng quên mất vị các chủ thần bí kia xuất thân từ nơi ấy. Hơn nữa, theo chúng ta được biết, nàng ta đã sáng tạo ra một loại cảnh giới mới gọi là Tuế Nguyệt. Tuế Nguyệt. Thích Thiên cau mày, các chủ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lão già lắc đầu, không rõ. Thích Thiên im lặng. Lão già nho nhã lại nói, thứ người đang tranh giành với người thiên mệnh và người nghịch thiên là khí vận, vì vậy ba người các ngươi chắc chắn sẽ phải đánh một trận. Hiện nay bọn chúng đang ở thế yếu, là thời cơ tuyệt hảo để tiêu diệt. Nhưng nếu ngươi tự mình đến, chúng chắc chắn sẽ hợp tác. Thích Thiên cười khẩy, sao ta phải sợ? Lão già khẽ nhíu mày, ta đã dạy bao lần rồi, tự tin là tốt, nhưng không được xem thường bất kỳ ai trên thế gian, huống chi hai kẻ kia đều không tầm thường. Thích Thiên gật gù, thầy dạy phải. Lão già gật đầu, nhớ kỳ, sống trên đời không thể ngạo mạn, bằng không sẽ tự mình đi lùi. Ngươi hiện nay gần như đã không còn đối thủ trong thế hệ trẻ, nhưng tâm cảnh vẫn còn thiếu sót, đây cũng chính là nhược điểm của ngươi. Thích Thiên, đệ tử nhớ kỹ. Lão già vươn tay, để hai quyển trục bay về phía gã, đây là tư liệu về hai kẻ kia, hãy đọc cho kỹ. Thích Thiên gật đầu, nhận lấy chúng rồi bắt đầu đọc. Lão già nho nhã im lặng thối lui. Chỉ trong chốc lát, lão ta đã đi đến một vùng tinh không, nhìn thấy một cô gái mặc trang phục vải bố mộc mạc, vai đeo túi vải nhỏ cách đó không xa. Lão hơi thi lễ, các chủ Tần Quan, xin hãy dừng bước. Tần Quan dừng lại. Xoay người cười hỏi, có việc gì không? Lão già lại thi lễ, thích như tham kiến các chủ. Tần Quan, ngươi là người Thích tộc. Lão già gật đầu, đúng vậy. Tần Quan, có việc gì không? Thích như do dự một hồi rồi nói, Thích tộc muốn mời các chủ đến làm khách, không biết liệu các chủ có rỗi. Tần Quan lắc đầu, không, ta còn nhiều việc phải làm lắm. Nàng ta cười, nói thẳng đi. Thích như thi lễ thật sâu, muốn mời Tần các chủ đến chỉ điểm cho đồ đệ Thích Thiên của ta.
Tần Quan chớp mắt, là cái người nằm ngoài pháp tắc kia sao? Thích Như vội gật đầu, đúng vậy. Tần Quan lại lắc đầu. Thích Như ngạc nhiên. Tần Quan cười, ta còn có việc, cáo từ các hạ. Nàng ta rời đi. Thích Như bỗng nói, ta được biết Tần các chủ từng chỉ điểm cho người thiên mệnh Diệp Huyên. Tần Quan dừng bước, cười nói, hắn là khách quý siêu cấp của Tiên Bảo Các, ta chỉ điểm hắn thì có gì sao? Thích Như, Tần các chủ lựa chọn người thiên mệnh trong khí vận đại đạo này. Tần Quan lắc đầu, ta không quan tâm đến việc họ tranh giành thế nào. Chỉ điểm Diệp công tử là chuyện riêng của ta, không liên quan đến Thích tộc. Thích Như trần trừ một hồi rồi nói, Tần các chủ, ta không có ý xúc phạm. Tần Quan gật đầu rồi rời đi. Thích Như còn muốn nói gì đó nhưng nàng ta đã biến mất ở nơi xa. Lúc này, một lão già khác xuất hiện trước Thích Như, nhìn về phương xa với ánh mắt lập lòe, như lão, không phải nàng ta chưa từng tu luyện ư? Sao chúng ta không? Thích Như bỗng quay lại giáng cho một bài tai. Chát! Lão già kia bị tát văng đi cả vạn trượng. Ngây ra như phỗng. Thích Như lạnh lùng liếc nhìn đối phương, nàng ta nói chưa từng tu luyện thì ngươi tin sao? Không tu luyện làm sao có thể đi bộ giữa tinh không vô tận? Không tu luyện mà có thể mang theo một đống bảo vật đi dạo khắp nơi. Trong đầu ngươi có não không vậy? Lão già. Thích Như lẳng lặng nhìn về phía xa. Tần các chủ. Lão không biết người này có mạnh hay không, nhưng nàng ta lại dám mang theo lỉnh kỉnh các loại bảo vật đi dạo trong tinh không mà không hề hấn gì. Vô cùng kỳ lạ. Chưa kể Tiên Bảo Các còn phát triển rộng khắp chư thiên vạn giới, ngay cả chu tộc cũng phá lệ để Tần các chủ mở chi nhánh, lại còn cho thêm vô số ưu đãi và đặc quyền. Thích tộc không sợ dạng người này, nhưng cũng sẽ không dám tùy tiện trêu vào. Một hồi sau, Thích Như xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Ở cuối tinh không, Tần Quan đang đi thì dừng lại, quay lại nhìn cách đó không xa. Nơi ấy có một cô gái mặc váy tím, tay cầm quạt xếp đang đứng đó mỉm cười. Cô gái nhoẻn cười, Tần Quan, lâu rồi không gặp. Tần Quan cũng cười đáp, Chu U. Chu U đi đến, ta còn tưởng ngươi sẽ không đến. Tần Quan cười, ta đi về gặp một người. Chu U chớp mắt, là ai? Tần Quan, con trai của bạn của cha ta. Ta kể ngươi nghe, cái tên Diệp công tử ấy mặt dày lắm luôn, chơi cũng vui lắm. Tính tình hắn cũng phóng khoáng như ngươi, sau này nếu ngươi có gặp thì chắc chắn sẽ thích làm bạn với hắn đó. Diệp công tử. Chu U lặng lẽ ghi nhớ cái tên này, lại hỏi, lần này đến chơi vài ngày chứ? Tần Quan lắc đầu, không được, ta còn việc phải làm. Chu U tò mò, là việc gì? Tần Quan cười, nặn trái tim cho vũ trụ. Chu U sửng sốt. Tần Quan, Chu U, có duyên gặp lại. Sau đó nàng ta rời đi. Chu U bỗng nói, Tần Quan, người định cứ tiếp tục đi thế này ư? Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Chu U cười, đi một mình không thấy buồn chán sao? Tần Quan cười, cũng có, nhưng cũng tự do hơn. Nàng ta phẩy tay, có duyên gặp lại. Có duyên gặp lại. Chu U lẳng lặng đứng tại chỗ. Trực giác mách rằng bọn họ sẽ không bao giờ gặp mặt nữa. Một hồi sau, nàng ấy rời đi, chốc nữa ta muốn có toàn bộ tư liệu về Diệp công tử của vũ trụ quan huyên kia. Chấm chấm chấm. Vũ trụ quan huyên. Diệp Huyên ngồi trong thư phòng, im lặng đọc những quyển sách mà Tần Quan để lại. Chúng tuy được viết bằng chữ của hệ Ngân Hà, nhưng việc thành thạo một ngôn ngữ mới với hắn lại dễ như trở bàn tay. Diệp Huyên xem đến mức nhập tâm. Đặc biệt là những thứ do Tần Quan tự tay viết đều có giá trị cực lớn. Bỗng hắn nhíu mày, khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hai lão già đứng gần đó. Cả hai đều đến nội quan cảnh. Diệp Huyên đặt quyển sách trong tay xuống, hỏi, hai vị là. Lão già đi đầu khàn giọng nói, đến nơi khác. Rồi cùng người còn lại biến mất. Bọn họ đi rồi, Diệp Huyên lại nhặt sách lên đọc tiếp. Tiểu tháp nhắc nhở, tiểu chủ, bọn họ gọi người đi ra nói chuyện kìa. Diệp Huyên lắc đầu. Tiểu tháp, sao lại không đi? Diệp Huyên bình tĩnh nói, dám họ muốn đánh ta lắm. Tiểu tháp. Hai lão già kia lại xuất hiện, lão đi đầu chừng hắn, đến nơi khác nói chuyện.
Diệp Huyên cười, có gì cứ nói ở đây đi. Lão già im lặng. Diệp Huyên chớp mắt, không nói à. Lão già gằn giọng, sang nơi khác. Diệp Huyên lắc đầu, không. Lão già. Diệp Huyên hỏi, hai ông đến từ Thích tộc. Lão già nheo mắt, thẳng thắn đáp phải. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, thiếu gia Thích Thiên của mấy ông đâu. Cứ tưởng gã sẽ đến tìm bọn ta chứ, sao lại phái hai ông. Lão già, đến nơi khác. Diệp Huyên cau mày, người tranh khí vận với ta là thiếu gia các ông cơ mà, hay là Thích tộc muốn xen vào. Lão già mỉa mai, ai nói tranh khí vận không được dùng đến thế lực gia tộc. Chẳng lẽ ngươi không biết gia tộc và thân phận cũng là một loại sức mạnh sao? Diệp Huyên im lặng một hồi mới nói, ta còn định nhây thêm để nếm chút khổ ải nhân gian, nhưng nếu hai người đã nói vậy, thì ta cũng nói luôn, thằng này là con ông cháu cha đích thực đấy. Nói xong, hắn vươn tay gọi kiếm Thanh Huyên xuất hiện. Lập tức đạt đến nội quan cảnh, hai lão già sửng sốt, Diệp Huyên từ nội quan nhảy thẳng lên tuế nguyệt cảnh. Lão già dẫn đầu trợn mắt, đậu má. Trực tiếp đạt đến tuế nguyệt cảnh. Hai lão già nội quan ngây ra như bị sét đánh. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Đúng lúc này, Diệp Huyên biến mất tại chỗ. Hai người này không dám ra tay trong thư phòng, nhưng hắn dám. Vào khoảnh khắc hắn biến mất, đồng tử hai lão già co rụt lại. Tốc độ của hắn đã nhanh đến mức nào? Nhanh hơn hết thảy. Lão già đi đầu vung tay sang ngang, thả ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Nhưng nó vừa xuất hiện đã bị kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên chém nát dễ dàng như sắt một miếng đậu hũ. Xoẹt! Lão ta bị hắn phanh thây. Chưa kết thúc, giết lão xong rồi, hắn vung kiếm quét ngang. Lão già còn lại bị hắn xóa sổ. Linh hồn của lão già bị hắn phanh thây dần tan biến, lão ta còn trừng hắn với vẻ khó tin, ngươi. Chuyện gì vừa xảy ra? Diệp Huyên cười, chính là thế đấy. Lão ta thét lên, ngươi gian lận. Diệp Huyên cau mày, thì ngươi đã nói bối cảnh và chỗ dựa cũng tính là sức mạnh mà. Ta dùng kiếm của muội muội đúc cho ta thì cũng là mạnh thôi. Lão già. Diệp Huyên cười, lên đường bình an ha. Sau đó vung kiếm. Xoẹt. Lão già bị xóa sổ. Lúc này, Lão Trương xuất hiện bên ngoài, trần chờ một hồi rồi hỏi, chết hết rồi sao? Diệp Huyên gật đầu. Lão Trương thi lễ, quấy rầy rồi. Rồi xoay người rời đi. Ra bên ngoài, ông ta tựa lưng vào tường, hoang mang lẩm bẩm, đây chính là bật hách mà các chủ nói sao? Đã quá, ta cũng muốn có. Ông ta cũng sợ ngây người. Hai nội quan cảnh. Nói chết là chết. Quá mức bất thường. Trong thư phòng, Diệp Huyên xếp bằng ngồi xuống, nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay. Tiểu Tháp bỗng hỏi, hối hận sao? Hắn lắc đầu. Tiểu Tháp, vậy thì là. Diệp Huyên tuét miệng cười, đã dễ sợ. Tiểu Tháp. Diệp Huyên thở dài, thấp giọng cảm khái. Nếu dùng sức mạnh của bản thân thì hắn tuyệt đối không địch lại hai nội quan cảnh, một người cũng không được. Nhưng sau khi dùng kiếm Thanh Huyên, hắn có thể giết cả hai trong nháy mắt. Tuế Nguyệt. Trước mặt Tuế Nguyệt cảnh, nội quan cảnh chỉ như con kiến hôi mà thôi. Dựa vào bản thân, đánh không được, dựa vào muội muội, giết trong nháy mắt. Diệp Huyên im lặng hồi lâu rồi lắc đầu, thu kiếm Thanh Huyên vào. Tiểu Tháp hỏi, tiểu chủ không dùng nó nữa sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, nếu kẻ địch không quá đáng thì ta cũng sẽ không dùng đến. Tiểu Tháp tò mò, không quá đáng. Phải thế nào mới là quá đáng? Diệp Huyên nhàn nhạt đáp, đánh hội đồng ta. Tiểu Tháp, hiểu rồi. Diệp Huyên bỗng đứng dậy, nhanh chóng đi đến một bờ sông nọ. Hắn nằm vật ra đất, bôi máu lên người mình, giả vờ như bị trọng thương. Tiểu Tháp khó hiểu, tiểu chủ làm gì vậy? Diệp Huyên, im lặng. Tiểu Tháp. Lúc này, bỗng có một luồng khí tức khủng bố xuất hiện ở chân trời. Một khắc sau, thời không bị xé toạc, một lão già bước ra, lập tức hỏi Diệp Huyên, bọn họ đâu? Diệp Huyên vội vàng đứng dậy, đề phòng nhìn lão, ngươi. Ngươi là ai? Lão già cau mày, ngươi chính là tên người thiên mệnh. Diệp Huyên sợ hãi, các ngươi. Đạo Lăng huynh, ta.
hắn bất thình lình xoay người bỏ chạy, chỉ thoát cái đã biến mất ở chân trời. Để lại lão già ngây ngẩn. Chạy rồi. Thế mà chạy rồi. Lão ta lắc đầu, thứ này mà cũng xứng làm người thiên mệnh. Sau đó lão biến mất, đi đến đạo tộc. Đạo tộc. Lão già đó hùng hổ xông vào, ấn tay phải xuống. Ầm. Một luồng uy áp kinh khủng ập xuống từ trời cao khiến thế giới trong đạo tộc sôi trào. Bỗng có một bóng người bay từ dưới lên. Ầm. Luồng uy áp ở chân trời tan thành mây khói. Lão già nhìn đạo lăng cách đó không xa, người của thích tộc ta đâu? Đạo lăng cau mày, cái quái gì? Lão già trừng y, người giết họ. Đạo lăng hoài nghi, người đang nói gì? Một tia dữ tợn lóe lên trong mắt lão già, còn giả ngu. Chết đi. Nói xong thì biến mất. Ầm. Vùng thời không trước mặt đạo lăng vỡ toang, để một luồng sức mạnh khổng lồ tràn ra. Khi thấy vậy thì Sa sầm mặt, bước tới trước, ngón tay phải khép lại điểm một cái rồi tung ra một cú đấm. Ầm. Thời không trước mặt đạo lăng vỡ nát, lão già bị đấm bay đi vạn trượng, khi lão vừa đứng lại thì đạo lăng đã biến mất. Đồng tử lão rụt lại, nâng tay lên. Ầm. Một luồng sức mạnh khủng khiếp nện vào tay lão. Ầm. Hai tay lão nát bấy, bị đánh lui đi vạn trượng. Khi dừng lại, lão ngẩng đầu lên thì thấy đạo lăng xuất hiện phía trên với ánh mắt dữ tợn, cút. Y giơ chân đạp xuống. Quỳnh. Dưới mắt vô số cường giả đạo tộc, thời không nơi chân y tiếp xúc bị xóa sổ, hình thành một vùng không có vật chất. Lão già lùi lại mấy vạn trượng, vừa dừng lại thì thấy một quyền ấn đánh tới. Ầm. Mọi người chỉ nhìn thấy lão ta bị xóa sổ, biến thành hư vô. Giết cường giả nội quan cảnh. Hàng loạt cường giả đạo tộc cảm thấy cả người sôi lên sùng sục. Tộc trưởng của họ giết được cường giả nội quan cảnh chỉ trong 5 chiêu. Sức mạnh vô địch. Đạo lăng nói, điều tra vì sao lão đến đây. Một lão già phía sau lặng lẽ rút lui. Không bao lâu thì xuất hiện lại, khẽ thi lễ, bẩm tộc trưởng, theo chúng ta biết, ban nãy thích tộc phái hai cường giả đi tìm Diệp Huyên nhưng sau đó biến mất. Người này sau khi đến đây thì đi tìm Diệp Huyên trước. Nhưng không biết vì sao lại đến đạo tộc ta, có lẽ là tên Diệp Huyên kia vụ oan giá họa. Ông ta căm tức nói, thật sự không phải người. Diệp Huyên. Đạo lăng im lặng một hồi rồi nói, thích tộc hẳn sẽ ra tay với ta và hắn. Lão già khó hiểu, tộc trưởng, chúng ta không thù oán gì với thích tộc, vì sao chúng lại muốn ra tay với chúng ta? Đạo lăng nhắm mắt lại, tranh giành khí vận, tranh giành khí vận. Y biết cuộc tranh đấu này là không thể tránh khỏi. Chỉ có người sống sót mới có thể hưởng hết khí vận của đại đạo. Lão già hỏi, vậy chúng ta nên làm thế nào? Đạo lăng điềm tĩnh đáp, đến vũ trụ chu thiên. Lão già ngạc nhiên, đến vũ trụ chu thiên. Đạo lăng gật đầu. Phải đến đó, bằng không chiến trường sẽ xảy ra ở vũ trụ quan huyền, rất bất lợi với đạo tộc. Bọn họ vừa chấn hưng lại, không thể chịu nổi sự quấy phá của thích tộc. Lão già còn muốn nói gì thì đạo lăng đã nói, ý ta đã quyết. Từ giờ phút này trở đi, đạo sở sẽ là phó tộc trưởng của đạo tộc, tất cả đều phải nghe theo lệnh ngươi. Nói xong thì biến mất ở chân trời. Để lại đạo sở nhìn theo đầy lo âu. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên đang nằm bên bờ sông chợt mở mắt, nhìn thấy một người đàn ông đứng gần đó đạo lăng. Đạo lăng im lặng nhìn hắn. Diệp Huyên cười, thì ra là tộc trưởng đạo tộc, kính đã lâu. Đạo lăng đi thẳng vào vấn đề, thích tộc sẽ không tha cho hai chúng ta. Thay vì chờ chúng đến, chỉ bằng trực tiếp đi tìm chúng. Diệp Huyên mỉm cười, người đang sợ chiến trường sẽ xảy ra ở vũ trụ quan huyền, khi ấy rất bất lợi với đạo tộc ông. Bởi vì các ngươi vừa trở về từ táng thổ, đang cần thời gian gầy dựng lại, đúng không? Đạo lăng gật đầu, phải. Diệp Huyên, ngươi cũng thẳng thắn phết. Đạo lăng, lần này bọn chúng mất ba tên nội quan cảnh, lần sau có thể sẽ phái đến tuế nguyệt cảnh hoặc mạnh hơn. Ngươi muốn ở đây chờ chết. Diệp Huyên không đáp. Đạo lăng tiếp tục, ta hỏi một câu thôi, ngươi thấy tên Thích Thiên kia thế nào? Diệp Huyên cười nhăn nhở, ngứa mắt. Đạo lăng gật đầu, vậy còn chờ gì nữa? Làm thịt gã thôi. Diệp Huyên, làm thì làm. Hai người biến mất.
nói là làm. Đến vũ trụ chu thiên. Chấm chấm chấm. Trên đường đi, Diệp Huyên hỏi, Táng Thổ là nơi nào? Đạo Lăng im lặng một hồi rồi đáp, một di tích cổ xưa, được đồn từng xảy ra đại chiến. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao mấy thế lực lớn ban đầu ở vũ trụ quan huyền lại không đuổi theo truy sát các người đến cùng. Đạo Lăng lạnh lùng đáp, bọn họ sợ chết dưới tà khí nơi đó nên không dám theo. Diệp Huyên cau mày, tà khí. Đạo Lăng, biết tà linh tộc không? Diệp Huyên lắc đầu. Đạo Lăng, là một chủng tộc rất mạnh, đến từ một vũ trụ khác không phải chu thiên. Năm ấy họ chiến bại, chạy đến quan huyền rồi bị phong ấn chân áp. Diệp Huyên tò mò, bởi ai? Đạo Lăng nhìn hắn, ngươi tưởng ta cái gì cũng biết chắc. Diệp Huyên. Đạo Lăng thu tầm mắt về, ta hỏi ngươi, hai tên nội quan cảnh kia là do ngươi giết. Diệp Huyên gật đầu. Đạo Lăng cau mày, bọn chúng là nội quan cảnh, nếu giao thủ với chúng thì sẽ gây ra động tĩnh lớn, nhưng ngươi làm thế nào mà không nghe thấy gì? Diệp Huyên nhìn y đầy hoài nghi, giết nội quan cảnh mà thôi, cần gì động tĩnh? Không phải chỉ cần vung kiếm lên thôi à? Chẳng lẽ ngươi còn cần ra chiêu thứ hai? Đạo Lăng im lặng một hồi mới nói, ban nãy ta cũng vừa giết một nội quan cảnh. Diệp Huyên chớp mắt, thì sao? Đạo Lăng nghiêm túc nói, chỉ cần nửa chiêu. Diệp Huyên. Nửa chiêu. Diệp Huyên giơ ngón cái với Đạo Lăng, dữ dội. Y gật gù, cũng thường. Diệp Huyên, đua tốc độ không? Đạo Lăng, tốc độ. Diệp Huyên gật đầu. Hắn nói, xem ai đến vũ trụ chu thiên trước, đua không? Đạo Lăng lắc đầu, không đua. Diệp Huyên cau mày, sao vậy? Đạo Lăng lạnh lùng đáp, ngươi mà nói thì chắc chắn có âm mưu. Diệp Huyên im luôn. Đạo Lăng bỗng nói, ta từng giao thủ với Thích Thiên, có hiểu biết nhất định về sức mạnh của gã. Ngươi muốn biết thì cho ta vài thứ tốt. Diệp Huyên khoát tay, ta không quan tâm đến gã. Thấy Đạo Lăng cau mày, hắn nói, ta đây vô địch, các ngươi làm gì cũng được. Đạo Lăng giơ ngón cái, ghê. Diệp Huyên cười ha hả, Đạo Lăng huynh là người nghịch thiên, ý trên mặt chữ là từ khi sinh ra ngươi đã nghịch thiên sao? Đạo Lăng lắc đầu, nghịch thiên chỉ là từ hình dung mà thôi, ý chỉ một cá nhân yêu nghiệt chứ không phải muốn lật đổ trời. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Hai người tăng tốc. Xé rách tinh vực, điên cuồng băng qua vũ trụ. Mấy ngày sau, họ đặt chân đến biên giới vũ trụ quan huyên. Cả hai đứng trong một tinh vực không biết tên. Nhìn sang chỉ thấy tinh hà mịt mờ, không rõ đầu cuối. Cả hai im lặng. Hồi lâu sau, Đạo Lăng mới nhẹ giọng nói, ngoài vũ trụ quan huyên này vẫn còn vũ trụ khác, vậy điểm cuối cùng của nó nằm ở đâu? Diệp Huyên bỗng cười, nằm ở nơi lòng người và bước chân chưa đi đến. Đạo Lăng khẽ ngẩn ra, nơi lòng người và bước chân chưa đến. Diệp Huyên gật đầu. Đạo Lăng im lặng như có điều sở ngộ. Diệp Huyên khẽ cau mày, má nó, đừng bảo tên này sắp đột phá sau khi nghe mình nói chứ. Đạo Lăng bỗng nhìn hắn, không ngờ Diệp Huynh cũng học sâu biết rộng phết. Diệp Huyên. Một hồi sau, hai người xé rách tinh hà, biến mất ở nơi xa. Không lâu sau, có một bóng mờ xuất hiện. Cái bóng ngưng tụ lại thành một người thanh niên mặc trường bào đỏ thẫm, trên mặt mang nét cười nhàn nhạt nhưng không kém phần tà khí. Một lão già xuất hiện bên cạnh hắn ta. Lão nhìn về phía xa, thấy thế nào? Người thanh niên cong môi, ta thấy tộc trưởng đạo tộc kia khá thú vị, không hổ là người nghịch thiên đương thời, còn trẻ vậy đã đạt đến nội quan cảnh, khí tức lại mạnh mẽ, không hề có giả dối nào. Lão già, người còn lại thì sao? Người thanh niên im lặng một hồi mới nói, ta không nhìn thấu được hắn. Lão già gật đầu, người này được Tần các chủ để ý. Tuyệt đối không phải tầm thường. Người thanh niên khẽ cau mày, vị các chủ tần quan kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lão già lắc đầu, không rõ. Dù sao thì tà linh tộc ta cũng không trêu vào nổi. Người thanh niên nheo mắt, mạnh vậy à? Lão già nghiêm mặt nói với hắn ta, tà quân, đừng khinh thường nàng ta. Độ đáng sợ của nàng ta vượt xa khả năng tưởng tượng của ngươi. Tà quân gật đầu, ta biết rồi. Lão già gật đầu, lần tranh đoạt khí vận này chính là cơ hội cho chúng ta, phải nắm bắt cho bằng được.
Tà Quân cười, nhị thúc để ý ai nhất trong cả ba? Lão già trầm tư một hồi, vốn là Thích Thiên, bởi gã có siêu bá chủ Thích tộc sau lưng, nhưng hiện giờ. Tà Quân, Diệp Huyên và Đạo Lăng đã bắt tay. Lão già gật đầu. Tà Quân, thật ra kết quả của lần tranh khí vận này đã được quyết định. Lão già nhìn sang, nghe hắn ta nói, Thích Thiên có Thích tộc chống lưng, tức đã ở vị trí bất bại. Diệp Huyên và Đạo Lăng có làm thế nào đi nữa cũng không thể giết được y. Bối cảnh cũng là một loại thực lực, hai người họ đã thua ngay từ điểm xuất phát. Lão già gật gù, cũng phải. Tà Quân, chúng ta đến vũ trụ quan huyên quan sát lần tranh khí vận này thôi. Sau đó hai người biến mất ở cuối tinh hà. Chấm chấm chấm. Cuối tinh không xa xôi. Trên đường đi, Đạo Lăng hỏi, Diệp Huynh, chúng ta đến thẳng Thích tộc sao? Diệp Huyên gật đầu. Đạo Lăng do dự, có khi nào bị hội đồng không? Diệp Huyên cười, chúng ta quang minh chính đại đến khiêu chiến Thích Thiên thì Thích tộc làm sao có mặt mũi hội đồng được? Mấy siêu thế lực như chúng đều cực kỳ trọng thể diện, không làm được trò đê tiện như hội đồng đâu. Đạo Lăng gật đầu, ta hiểu rồi. Không lâu sau, cả hai đi đến một tinh vực nọ. Thích tộc. Nhìn thấy siêu trận pháp được tạo thành từ vô số tinh cầu, cả hai rơi vào im lặng. Hình như Thích tộc này mạnh hơn họ nghĩ. Đạo Lăng nhìn sang, nghe Diệp Huyên nói, chúng biết chúng ta đến rồi. Đạo Lăng quan sát bốn phía, không có động tĩnh gì cả. Diệp Huyên nhìn về nơi xa, nói, Đạo Lăng, huynh ra khiêu chiến đi. Đạo Lăng chần chừ, sao không phải là huynh? Diệp Huyên bật cười, muốn thì ta đi. Hắn bước lên trước, cao giọng cười lên, Thích Thiên. Nghe nói người muốn giết chúng ta đúng không? Chúng ta đến rồi này, cầu được chết. Cầu được chết. Thanh âm như sấm, vang rền tinh không. Một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt cả hai. Lẳng lặng nhìn họ, không nói gì. Diệp Huyên cười hỏi, Thích Thiên đâu? Người đàn ông hờ hững đáp, các ngươi cũng can đảm lắm khi dám đến đây một mình. Chẳng lẽ đang xem thường Thích tộc chúng ta? Diệp Huyên, bớt nói nhảm, gọi Thích Thiên ra đây. Đạo Lăng gật đầu, ngưng xàm, gọi gã ra đây. Người đàn ông đang toan mở miệng thì nghe thấy có tiếng cười lớn dội lại từ trong lòng vũ trụ. Một khắc sau, một cái bóng mở bay vụt tới, sau đó là một thiếu niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Đạo Lăng. Không ai khác ngoài Thích Thiên. Gã cười nói, hai người cùng lên đi. Cùng lên. Người đàn ông nghe vậy thì cau mày, quá xem thường đối thủ rồi. Ông ta muốn ngăn cản nhưng lại dừng tay. Ông ta đã hiểu dụng ý của Thích Thiên. Khí thế. Cái gì quan trọng nhất khi giao chiến? Tất nhiên là khí thế rồi. Thích Thiên vừa xuất hiện đã muốn dùng khí thế ngăn cản Diệp Huyên và Đạo Lăng. Về phần bên kia, chỉ cần hai tên này có chút sĩ diện thì sẽ không lựa chọn hai đánh một. Thiên tài phải kiêu ngạo đến đâu chứ? Huống chi hai người này còn là siêu thiên tài. Diệp Huyên và Đạo Lăng nhìn nhau. Trên đời còn có chuyện tốt thế này ư? Sau đó biến mất. Đồng thời ra tay. Thích Thiên và người đàn ông đều sửng sốt. Quái gì đây? Thích Thiên phản ứng cực nhanh. Gã bước tới đấm ra một quyền, đụng phải quả đấm của Đạo Lăng. Ầm. Hai nắm tay vừa va chạm đã khiến thời không sụp đổ. Đạo Lăng không ngừng lùi lại. Đúng lúc ấy, đã có một tia kiếm quang vừa khéo lóe lên từ sau gáy Thích Thiên. Thích Thiên nheo mắt, xoay người, nâng tay phải lên. Ầm. Kiếm quang vỡ, Thích Thiên lui lại hơn nghìn trượng, vừa dừng lại thì đã có một luồng khí tức ập đến từ sau lưng. Là Đạo Lăng. Một tia dữ tợn lóe lên trong mắt, Thích Thiên lại xoay người, không thể cũng không muốn lui. Gã khép các ngón tay phải lại rồi điểm nhẹ, tiếp xúc với quả đấm của Đạo Lăng. Ầm. Thời không ở giữa cả hai hóa thành hư vô khi một luồng sức mạnh khổng lồ tuôn trào như núi lửa. Quỳnh. Đạo Lăng và Thích Thiên đều lui lại. Khi Thích Thiên lui lại, một tia kiếm quang khác bổ vào gáy gã. Oanh! Thích Thiên bị chém bay đi cả nghìn trượng, nhưng vẫn không chết vì đã ngoan cường ăn trọn một kiếm của Diệp Huyên, chỉ có một nhát chém rớm máu xuất hiện trên đầu. Khi Thích Thiên dừng lại, Đạo Lăng lại xuất hiện như một bóng ma. Y tung ra một cú tiên thối, tuy đơn giản nhưng lại bao hàm sức mạnh khổng lồ.
cước vừa tung ra, sức mạnh đã nghiền nát tinh không trong mấy vạn trượng. Trước chiêu thức kinh khủng này, trên mặt Thích Thiên lần đầu tiên xuất hiện vẻ trầm trọng, nhưng một khắc sau đã biến thành dữ tợn. Gã giơ tay phải lên, để nó bốc cháy rồi đập xuống vào chân Đạo Lăng. Cứng đối cứng, gã không thể không làm vậy, bởi vì Diệp Huyên và Đạo Lăng gần như đang tấn công liên tục một cách hoàn hảo, khiến gã không tài nào tránh né. Cú đập của Thích Thiên khiến Đạo Lăng bị bắn đi cả trăm nghìn trượng, không gian nơi y lùi lại bị thiêu cháy rồi sụp đổ, cuối cùng hóa thành hư vô, bị xóa sổ hoàn toàn. Thích Thiên cũng không chiếm được thế thượng phong thì lùi lại, nhưng chưa gì đã ăn một tia kiếm quang vào đầu. Uỳnh! Gã ăn đòn nghiêm trọng, đầu óc choáng váng, sau đó lại là một tia kiếm quang khác. Ầm 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 ầm. Trong quá trình lùi lại, Thích Thiên dính phải ít nhất cả nghìn nhát chém. A! Thích Thiên gầm lên, siết hai tay lại, một luồng sức mạnh khổng lồ phóng lên từ cơ thể. Rầm! Hàng nghìn tia kiếm quang vỡ vụn, nhưng Đạo Lăng đã lại xuất hiện, nện cú đấm vào mặt gã. Ầm! Thích Thiên bị đấm bay đi vạn trượng, khi dừng lại thì thân xác chẳng chịt vết dạn. Nhưng chưa kết thúc, gã vừa dừng lại thì đã bị kiếm quang chém vào mặt. Uỳnh! Nhát chém khiến thân xác gã vỡ nát, lần nữa lùi lại. Diệp Huyên đang muốn tiếp tục thì chợt quay người vung kiếm. Ầm! Kiếm quang vỡ, hắn lùi lại mấy nghìn trượng. Người đàn ông trung niên đã ra tay. Đạo Lăng ở xa cũng bị một lão già khác ngăn lại. Hai người đồng thời nhíu mày. Diệp Huyên nói với Thích Thiên, này, chơi không lại thì gọi hội hả? Thích Thiên chừng hắn, hắn cau mày, nhìn gì? Không theo nổi thì đừng có vờ vịt. Đạo Lăng cũng lạnh lùng phán, chơi hèn, hừ. Sắc mặt Thích Thiên vô cùng khó coi. Ban đầu gã bảo hai người cùng lên thật ra là chỉ muốn áp đảo hai họ về mặt khí thế trước, nhưng gã không ngờ được là hai người này lại không biết xấu hổ đến thế, thật sự lên cùng nhau. Mẹ kiếp! Cả hai đều không biết xấu hổ à? Mà điều khiến gã càng không ngờ tới hơn là thực lực khi hai người liên thủ lại mạnh đến vậy. Diệp Huyên ở phía xa chợt nói, có đánh nữa không? Thích Thiên nhìn Diệp Huyên, đánh đơn. Diệp Huyên nhíu mày, chẳng phải ngươi bảo hai người chúng ta cùng lên sao? Thích Thiên tức giận bảo, bây giờ ta muốn đấu đơn. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, có phải ngươi không chơi lại không? Ánh mắt Thích Thiên hơi dữ tợn, hai người các ngươi hai đấu một, chẳng lẽ các ngươi không thấy vô liêm sẻ à? Diệp Huyên khó hiểu, là ngươi bảo chúng ta cùng lên mà. Thích Thiên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, bây giờ ta muốn đấu đơn. Diệp Huyên quay sang nhìn Đạo Lăng, hắn muốn đấu đơn. Đạo Lăng suy nghĩ một lúc rồi bảo, thật không biết xấu hổ. Diệp Huyên. Thích Thiên lại nói, đúng thế, ta thừa nhận ta không thể đánh lại khi hai người các ngươi liên thủ, nhưng đến dũng khí để đấu đơn mà các ngươi cũng không có sao. Lúc này, vẻ mặt Thích Thiên đã bình tĩnh trở lại, trong mắt không còn vẻ sốc nổi và gớm ghiếc khi nãy nữa. Hơn nữa, gã còn chủ động thừa nhận mình không đánh lại hai người, để tâm cảnh của mình thoải mái. Dù sao gã cũng là một kẻ kiêu ngạo, không thể để vài ba câu nói của Diệp Huyên và Đạo Lăng phá hỏng tâm cảnh được. Diệp Huyên liếc Thích Thiên, phải nói rằng người trước mặt đúng là không tầm thường, khác hẳn những đối thủ hắn từng gặp trước đây, không chỉ thực lực mạnh mà tâm cảnh cũng gần như không có khuyết điểm, dùng lời nói khó mà hạ gục được gã. Diệp Huyên hỏi Đạo Lăng, huynh lên hay ta lên? Đạo Lăng suy nghĩ một chút rồi đáp, để ta đi. Nói xong y đột nhiên tiến lên một bước. Bùm! Trong tích tắc, một luồng khí thế đáng sợ quét ra từ trong cơ thể Đạo Lăng, giây tiếp theo y chắp hai tay lại, khép hờ đôi mắt, dần dần pháp tướng khổng lồ xuất hiện sau lưng y, pháp tướng lớn cả vạn trượng, kéo dài qua tinh vực, vô cùng tráng lệ. Pháp tướng này không phải ai khác mà là chính y. Nhìn Đạo Lăng trước mặt, Diệp Huyên nhớ tới một câu Tần Quan từng nói. Lấy mình làm ranh giới. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, trước đây hắn vẫn luôn phớt lờ câu nói này, hay nói cách khác là hắn không nghiên cứu kỹ câu nói này. Nghĩ kỹ lại mới thấy, đúng là rất tuyệt diệu. Xa xa, Thích Thiên nhìn Đạo Lăng rồi xòe lòng bàn tay ra, ngưng. Cơ thể Thích Thiên bắt đầu khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lúc này,
Đạo Lăng mở mắt, mà pháp tướng khổng lồ sau lưng y cũng mở mắt, trong mắt toát lên uy thế kinh thiên động địa, vào lúc này, cả tinh hà bắt đầu nứt ra. Tinh không không chịu nổi uy áp toát lên từ trong đôi mắt này. Mà đây mới chỉ là uy áp. Trong bóng tối, vô số cường giả của thích tộc đều kinh hãi, tuy người này là nội quan cảnh, nhưng khí thế này đã vượt trên nội quan, thật đáng sợ. Đạo Lăng chợt giơ tay phải lên rồi hạ xuống, hét to một tiếng, phá thương khung. Pháp tướng khổng lồ kia chợt giơ tay phải lên, tinh không sôi trào sau đó bắt đầu tàn lụi, mà khi y hạ ta xuống. Cánh tay khổng lồ hạ xuống ở nơi sâu trong tinh không, trong khoảnh khắc, tinh vực trong phạm vi mấy trăm vạn dặm đều bị hủy diệt. Không chỉ vậy, vô số đạo và pháp cùng với vật chất trong tinh vực đều bị chôn vùi. Vào thời khắc này, tinh hà chỉ nhỏ như một con kiến trước quyền này. Xa xa, khóe miệng Thích Thiên nhếch lên vẻ dữ dằn gớm ghiếc, tay phải của gã siết chặt, trong phút chốc, tinh không đã bị hủy diệt xung quanh xuất hiện vô số phù văn bí ẩn. Những phù văn này giống như thác nước, trải khắp trận pháp, trong mỗi phù văn đều ẩn chứa lực lượng bí ẩn không tên, hơn nữa thuộc tính của mỗi lực lượng đều khác nhau. Không chỉ vậy, trong mỗi phù văn còn chứa ý chí đáng sợ, khi chúng xuất hiện xung quanh lập tức vang lên tiếng ù ù, những âm thanh này đến từ thái cổ xa xôi, khiến lòng người khiếp sợ. Thích Thiên đột nhiên ngẩng đầu, hét to, đại đạo thương sinh. Dứt lời, gã đấm lên trời. Bùm! Trong thoáng chốc, vô số phù văn giữa đất trời tụ lại thành một quyền ấn này bay vụt lên trời, đối đầu với bàn tay khổng lồ kia. Im lặng như tờ. Đùng đoàng. Tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên giữa đất trời, sau đó pháp tướng khổng lồ và quyền ấn phù văn đều vỡ tan, một luồng khí đáng sợ quét qua khắp tinh vực chư thiên, cả tinh vực này đều trở thành đống đổ nát. Tinh không giống như đã bị hủy diệt tận gốc, không còn tồn tại nữa. Tuy nhiên giữa đất trời vẫn còn những tiếng ù ù bí ẩn kia. Mà lúc này, Thích Thiên và Đạo Lăng đều bị đánh vào tử gian chi giới. Trong thế giới đó không có bất cứ vật chất gì. Sắc mặt hai người tái nhợt vô cùng, không chỉ có như vậy, thân thể cũng không còn nữa, linh hồn yếu ớt gần như trong suốt. Cả hai đều bị thương nặng. Trong tử gian chi giới, Thích Thiên nhìn chằm chằm vào Đạo Lăng, trong thế giới này không có bất cứ vật chất nào. Vạn pháp vạn đạo đều không tồn tại, nhưng... Nói xong, gã từ từ nắm tay phải lại. Đột nhiên, những tiếng ù ù trong tử gian chi giới trở nên lớn hơn, mỗi âm thanh đều mang theo lực lượng quỷ dị như muốn hút hồn người khác. Diệp Huyên cau mày. Thích Thiên nhìn chằm chằm vào Đạo Lăng, đây là ý chí cường giả mà ta luyện hóa ra, không bị thế giới này hạn chế. Dứt lời, những ý chí ấy bắt đầu ăn mòn Đạo Lăng. Bên ngoài, Diệp Huyên nhìn thấy cảnh này thì im lặng. Lúc này, một người đàn ông trung niên ở cách đó không xa nhìn Diệp Huyên, đây là trận quyết đấu công bằng, không phải ngươi định xen vào đấy chứ. Diệp Huyên không đáp lại. Xen vào. Hắn không định xen vào. Nếu đã là quyết đấu công bằng thì nên công bằng, nếu Đạo Lăng chết thì cũng là do mình không bằng người, nếu là Diệp Huyên hắn thì cũng sẽ như vậy. Thấy Diệp Huyên im lặng. Người đàn ông trung niên cười khẩy. Trong tử gian chi giới phía xa, Đạo Lăng hơi nhíu mày, vì y phát hiện linh hồn của y đã bắt đầu biến mất từng chút một. Ý chí ăn mòn. Nếu là ở ngoài thì ý chí tầm thường này sẽ chẳng thể ăn mòn được y, nhưng đây là tử gian chi giới, ở trong này y không thể thi triển được sức mạnh. Đột nhiên, Đạo Lăng như nghĩ đến điều gì đó, y nắm chặt tay phải. Ý chí không bị hạn chế. Ý chí không phải vật chất. Mặc dù y không có ý chí của người khác, nhưng y có ý chí của chính mình. Nghĩ đến đây, Đạo Lăng từ từ nhắm mắt. Giây phút này, linh hồn của y cũng càng ngày càng mờ ảo. Đường cùng. Đường cùng thực sự. Đúng lúc này, quanh người Đạo Lăng chợt xuất hiện một sức mạnh bí ẩn. Ý chí. Ý chí của bản thân y. Y đang dùng ý chí của mình để chống lại ý chí của Thích Thiên. Nhìn thấy cảnh này, Thích Thiên hơi nhíu mày. Dần dần, linh hồn bị ăn mòn của Đạo Lăng bắt đầu bình thường trở lại, không chỉ vậy, ý chí của y còn càng lúc càng mạnh. Đạo Lăng ngẩng đầu nhìn Thích Thiên, ý chí của ta vững như đá. Dứt lời, linh hồn của Diệp Huyên dần run lên. Sắp đột phá. Thấy cảnh tượng này,
sắc mặt đám cường giả thích tộc ở trong bóng tối đều trở nên khó coi. Nếu không chết trong đường cùng thì đó chính là trùng sinh niết bàn. Hiển nhiên lúc này đạo lăng đã trùng sinh niết bàn. Xa xa, Thích Thiên nheo mắt, nắm tay phải lại, mà đúng lúc này một tàn ảnh chợt lao lên từ tử gian chi giới, sau đó tung một quyền vào đạo lăng đang chuẩn bị đột phá. Tàn ảnh này không hề bị tử gian chi giới hạn chế. Tuế Nguyệt. Chỉ có Tuế Nguyệt chi lực của cường giả Tuế Nguyệt cảnh mới có thể không bị tử gian chi giới hạn chế, bởi vì Tuế Nguyệt cũng không phải vật chất. Biến cố đột ngột khiến đạo lăng biến sắc, y cũng không ngờ tới lại có người xông ra giết mình vào lúc này, hơn nữa kẻ ra tay còn là cường giả Tuế Nguyệt cảnh, nếu ở ngoài thì có lẽ y còn có thể chống đỡ một lúc, nhưng bây giờ y phải chống đỡ thế nào? Bây giờ y chỉ còn lại linh hồn, hơn nữa còn đang ở tử gian chi giới, bị hạn chế đủ đường. Đời này coi như xong. Trong đầu đạo lăng chỉ còn lại suy nghĩ cuối cùng này. Ngay khi trưởng của người bí ẩn sắp đánh chết đạo lăng thì một làn kiếm quang chợt xuất hiện trước mặt y. Kiếm quang vỡ tan, nhưng đạo lăng thì đã ở cách xa hàng trăm trượng, mà trước mặt y chính là Diệp Huyên. Đạo lăng nhìn Diệp Huyên, huynh cứu ta. Diệp Huyên nói gì thừa thãi quá vậy? Đạo lăng. Diệp Huyên nhìn về nơi xa, ở đó có một người đàn ông trung niên. Diệp Huyên nhìn ông ta sau đó châm chọc, công bằng. Đây là công bằng của thích tộc các ông à, các ông không thấy nực cười hả? Vẻ mặt của người đàn ông trung niên bình tĩnh, công bằng. Thích tộc ta công bằng với các ngươi là do chúng ta nhân từ, nếu chúng ta không công bằng với các ngươi thì đó mới là điều nên làm. Diệp Huyên trầm giọng bảo, dù gì ông cũng là cường giả Tuế Nguyệt cảnh, sao có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy? Người đàn ông trung niên giễu cợt, liêm sỉ. Người thiên mệnh à, người ngây thơ thật đấy, ta hỏi ngươi, thế gian này, liêm sỉ có ích lợi gì? Có thể tăng tu vi hay có thể mang lại tài nguyên tu luyện cho ngươi? Sống tới lúc này mà ngươi vẫn còn đòi liêm sỉ, ngươi tu luyện bằng mông hả? Diệp Huyên im lặng. Thế đạo này thật vô nghĩa, cũng thật hoang đường. Chết tiệt. Người đàn ông trung niên nhìn kiếm trong tay Diệp Huyên rồi bảo. Sở dĩ ngươi có thể tự do ra vào tử gian chi giới, chắc hẳn là nhờ thanh kiếm này, thú vị đấy. Diệp Huyên không nói gì, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Thích Thiên ở phía xa đột nhiên lạnh giọng bảo, tộc trưởng, vì sao ông lại làm như thế? Chẳng lẽ ông nghĩ ta không đánh lại được người nghịch thiên này? Người đàn ông trung niên này chính là tộc trưởng thích tộc Thích Nguyên. Thích Nguyên lắc đầu, Thích Thiên, ngươi nên nhìn xa hơn. Chứ không phải chỉ nhìn hai người này, ngươi phải tranh khí vận đại đạo, bây giờ chúng ta có thể dùng cách đơn giản nhất để giết hai người này, vì sao phải kéo dài thời gian làm gì? Kéo dài ắt sẽ sinh biến cố, vừa nãy người nghịch thiên này đã sắp đột phá rồi, nếu cứ tiếp tục thì sẽ có quá nhiều biến cố, không có lợi cho chúng ta. Thích Thiên trầm giọng bảo, ta có thể giết được hắn. Thích Nguyên lắc đầu, ngay từ đầu đúng là ngươi có cơ hội, nhưng bây giờ hắn đã sắp đột phá rồi. Nếu hắn thật sự đạt đến Tuế Nguyệt cảnh thì ngươi không giết được hắn đâu, chúng ta cũng chưa chắc đã giữ được chân hắn, vậy nên không thể mạo hiểm. Dứt lời, trong tử gian chi giới lại xuất hiện hai cường giả của thích tộc. Cũng là Tuế Nguyệt cảnh, ba Tuế Nguyệt cảnh. Thích Nguyên nhìn Diệp Huyên và Đạo Lăng, thế gian vốn không có công bằng, các ngươi muốn công bằng nhưng các ngươi không có tư cách nói tới công bằng với ta, chúng ta muốn cho các ngươi công bằng thì cho, chúng ta không cho thì các ngươi phải chịu. Hiểu không? Diệp Huyên. Đạo Lăng đột nhiên nói, Diệp Huynh, hộ pháp cho ta một lúc nhé, ta sắp đột phá rồi. Diệp Huyên nhìn Đạo Lăng, bao lâu? Đạo Lăng ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, một tháng. Diệp Huyên nói luôn, câu trước ngươi vừa nói gì? Đạo Lăng sửng sốt, trả lời, hộ pháp cho ta một lúc, ta. Diệp Huyên chợt nói, cút. Đạo Lăng. Một tháng. Diệp Huyên không nói nên lời, chết tiệt, hắn có thể gắng gượng nổi một tháng sao? Tuy hắn có kiếm Thanh Huyên, có thể đạt đến Tuế Nguyệt cảnh, nhưng vấn đề là ở đây có tới ba cường giả Tuế Nguyệt cảnh hàng thật giá thật. Hơn nữa ai biết được thích tộc còn có cường giả Tuế Nguyệt cảnh nào nữa không? Gắng gượng một tháng. Một ngày thôi hắn đã đủ chết rồi. Lúc này, Đạo Lăng chợt nói, 10 ngày. Diệp Huyên quay đầu nhìn Đạo Lăng, 10 ngày. Đạo Lăng gật đầu, đúng thế.
Diệp Huyên trầm giọng, huynh không lừa ta chứ? Đạo Lăng nghiêm túc nói, chỉ 10 ngày thôi, 10 ngày sau ta sẽ đột phá. Đến lúc đó chúng ta liên thủ là có thể chống lại được thích tộc này. 10 ngày. Diệp Huyên không nói gì, vẫn hơi do dự. Đạo Lăng đột nhiên hỏi, Diệp Huynh, huynh có huynh đệ không? Diệp Huyên lắc đầu, ta chỉ có tỷ, hừm. Huynh hỏi cái này làm gì? Đạo Lăng vội nói, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ là huynh đệ của huynh. Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, mẹ kiếp, người này đúng là da mặt dày. Lúc này, Thích Nguyên ở nơi xa lên tiếng, giết. Giết. Dứt lời, ông ta và hai cường giả tuế nguyệt cảnh bên cạnh cùng xông về phía Đạo Lăng và Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Đạo Lăng, ta không gượng nổi 10 ngày, ta cho huynh nửa canh giờ, nếu trong nửa canh giờ huynh không đột phá được thì chúng ta cùng toi. Nói xong hắn đưa Đạo Lăng vào tiểu tháp. Vừa vào tiểu tháp, Đạo Lăng đã ngẩn ra, giây tiếp theo y không khỏi thốt lên lời ngợi khen, lợi hại. Nói xong y vội vàng ngồi xếp bằng, tiếp tục đột phá. Diệp Huyên nhìn ba người nhóm Thích Nguyên đang lao tới, trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Ầm. Kiếm Thanh Huyên chợt rung lên dữ dội, một luồng khí thế đáng sợ bộc phát ra từ cơ thể hắn. Nội quan. Nhưng vẫn chưa kết thúc, giây tiếp theo Diệp Huyên lại từ nội quan đạt đến tuế nguyệt. Thấy cảnh này, đám cường giả của thích tộc đang có mặt đều choáng váng. Chỉ một thoáng đã lên tới tuế nguyệt cảnh rồi. Diệp Huyên đột nhiên lao tới chém ra một kiếm, kiếm quang như thác nước xẹt qua tinh không, trong kiếm này của hắn có chứa tuế nguyệt chi lực kinh người, vừa chém ra, vạn vật đều bị hủy diệt. Đoàng! Ba cường giả tuế nguyệt cảnh bị chém lùi, mà Diệp Huyên cũng thoáng chốc lùi ra xa mấy chục vạn trượng, hắn vừa dừng lại, sắc mặt đã trắng bệch. Tuế nguyệt chi lực! Trong lòng Diệp Huyên kinh hãi, vì hắn phát hiện đúng là hắn vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được tuế nguyệt chi lực này. Không thể tiếp tục ở cảnh giới này quá lâu. Tuy không có tác dụng phụ, nhưng tình hình hiện giờ tương đương với việc hắn đang thử trước trạng thái của mình khi ở cảnh giới cao hơn, không thể ở quá lâu, nếu không hắn sẽ sụp đổ mất. Thích Nguyên ở phía xa nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt không thể tin được, ngươi là quái thai gì vậy, ngươi? Lúc này, Diệp Huyên quay người biến mất tại chỗ. Chạy! Diệp Huyên dùng kiếm Thanh Huyên để dịch chuyển. Thấy vậy, Thích Nguyên biến sắc, vội vàng hô lên, phong tỏa. Dứt lời, tay phải ông ta đưa về phía trước rồi nắm lại. Ầm. Thời không nơi Diệp Huyên biến mất chợt biến dạng, thoáng chốc, bên ngoài phạm vi mấy trăm vạn dặm, Diệp Huyên đang đi trong thời không bỗng co rụt con ngươi lại, hắn quay người rút kiếm ra chém. Phụt. Kiếm quang chém xuống, thời không xung quanh bị phá vỡ từng tầng. Bùm. Một luồng lực lượng mạnh mẽ đẩy lùi Diệp Huyên ra xa mấy vạn trượng, hắn vừa dừng lại, ba người phía Thích Nguyên đã xuất hiện trước mặt hắn, còn có cả Thích Thiên nữa, gã nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vô sỉ, người dám dùng ngoại vật, đúng là vô sỉ. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi bảo, ba vị cường giả tuế nguyệt đánh ta còn không cho ta dùng ngoại vật, vậy thì quá đáng đấy. Thích Thiên còn định nói gì đó thì Diệp Huyên đã chợt lên tiếng, Thích Thiên, người có dám đấu đơn với ta không? Thích Thiên lạnh giọng bảo, có gì? Lúc này Thích Nguyên chợt nói, hắn đang muốn kéo dài thời gian cho Đạo Lăng đột phá đấy, đừng trúng kế. Nghe vậy, Thích Thiên nhíu mày. Diệp Huyên bật cười, nực cười. Thích Thiên, người tự xưng mình là thiên tài đệ nhất vũ trụ châu thiên, thế mà lại sợ đối thủ của mình đột phá. Đúng là nực cười đến cực điểm. Sắc mặt Thích Thiên bỗng trở nên khó coi. Diệp Huyên nói tiếp, rõ ràng đã nói là đấu đơn mà thích tộc ngươi lại nuốt lời, đánh lén Đạo Lăng. Thích Thiên, ta hỏi ngươi, lẽ nào ngươi không thấy xấu hổ vì hành vi này? Thích Nguyên nhìn Diệp Huyên đăm đăm, muốn phá đạo tâm của hắn, ngươi. Thích Thiên chợt nói, tộc trưởng, ta thấy người muốn phá đạo tâm của ta không phải hắn, mà là ông đấy. Nghe vậy, Thích Nguyên nheo mắt, nhìn Thích Thiên, ngươi có ý gì? Thích Thiên gằn giọng, ta có ý gì? Mẹ nó chứ, đã nói là ta và Đạo Lăng sẽ đấu đơn, thế mà các ông lại xen vào là sao hả? Nếu truyền ra ngoài, người ngoài lại nghĩ Thích Thiên ta sợ thua. Thích Nguyên nhìn thẳng vào Thích Thiên, ngươi phải lấy đại cục làm trọng, ngươi. Đại cái con khỉ. Thích Thiên đột nhiên tức giận mắng, tộc trưởng, ta tôn trọng ông,
nhưng việc làm của ông hôm nay khiến ta rất xấu hổ. Hai người từ vũ trụ quan huyên đến thích tộc ta, muốn đấu một trận công bằng với ta, còn ông lại điều động cường giả trong tộc đến đối phó họ, hành vi này không sợ bị người ngoài cười nhạo à? Trong mắt Thích Nguyên lóe lên vẻ lạnh lẽ, Thích Thiên, người phải nhớ thân phận của mình. Bây giờ người vẫn chưa phải tộc trưởng, chỉ là thiếu tộc trưởng thôi. Thích Thiên chợt cười lớn, thiếu tộc trưởng, ha ha, hay cho chức thiếu tộc trưởng, ta khinh. Nói rồi gã quay đầu nhìn xung quanh rồi bảo, các vị trưởng lão, các vị không thấy hành vi này của tộc trưởng rất đáng xấu hổ à? Lúc này Thích Như khẽ thở dài, Thích Thiên, rất nhiều lúc, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Chỉ cần giết được hai người này thì ngươi sẽ là người chiến thắng, thích tộc của chúng ta cũng sẽ hoàn toàn quật khởi. Các trưởng lão khác cũng đều thuyết phục. Nhưng Thích Thiên lắc đầu, không, đây không phải đạo ta mong cầu, đạo ta muốn là không thẹn với lòng, hành vi này trong mắt ta là rất đáng xấu hổ. Nói rồi gã nhìn Thích Nguyên nơi xa, để đạo lăng đột phá đi, sau đó ta đấu đơn với hắn, nếu ta thua thì tùy các ông, nhưng trước khi ta chết, không ai trong thích tộc được phép ra tay với hắn. Diệp Huyên nhìn Thích Thiên, trong lòng cảm thấy hơi bất ngờ, tên này cũng giống mình, tam quan rất đúng đắn. Thích Nguyên nhìn Thích Thiên, người biết mình đang làm gì không? Vẻ mặt Thích Thiên không cảm xúc, ta biết. Thích Nguyên im lặng rất lâu mới nói, Thích Thiên, ngươi là thiên tài yêu nghiệt nhất trong lịch sử thích tộc ta, cũng là tộc trưởng sau này của thích tộc ta. Nhưng ngươi biết làm thế nào mới được coi là tộc trưởng đủ tư cách không? Đó là mọi chuyện đều lấy gia tộc làm trọng, mọi chuyện đều đặt gia tộc lên hàng đầu. Nói rồi ông ta nhìn Diệp Huyên xa xa, bây giờ ngươi chỉ có bản thân, cũng chỉ nghĩ đến bản thân. Ngươi có biết hai người này không hề đơn giản như ngươi nghĩ, nhất là tên cầm kiếm trước mặt đây, thanh kiếm đó của hắn có thể khiến hắn một lúc lên tới tuế nguyệt cảnh, năng lực này dùng từ nghịch thiên cũng chẳng thể hình dung được. Nếu hôm nay thích tộc ta không giết bọn hắn thì bọn hắn sẽ tiếp tục lớn mạnh, quan trọng nhất là Chu tộc chắc chắn sẽ lôi kéo bọn hắn, ta không thể để bọn hắn sống sót rời khỏi thích tộc để Chu tộc được lợi được. Nghe vậy, các cường giả của thích tộc đang có mặt cũng thầm gật đầu. Thật ra ban đầu bọn họ cũng cảm thấy hành vi này hơi vô liêm sỉ, nhưng bọn họ không dám hỏi, dù sao cũng là quyết định của tộc trưởng. Bây giờ nghe những lời này của Thích Nguyên, bọn họ mới hiểu, thì gia tộc trưởng làm như vậy còn có ẩn ý khác. Đúng thế. Nếu để Diệp Huyên và Đạo Lăng rời khỏi thích tộc, chắc chắn Chu tộc sẽ lôi kéo hai người, mà một khi hai người này làm việc cho Chu tộc thì sẽ cực kỳ bất lợi cho thích tộc. Nghĩ đến đây, mọi người đều nhìn Thích Nguyên, trong lòng dâng lên sự khâm phục. Tộc trưởng thật biết quan sát đại cục. Thích Thiên vẫn còn trẻ người non dạ lắm. Thích Thiên im lặng. Thích Nguyên lại nói, ta biết ngươi kiêu ngạo tự phụ, cảm thấy hành động này làm trái với ý định trong lòng mình, cảm thấy nó đáng xấu hổ, nhưng ngươi có biết nếu hai người này rời khỏi thích tộc, làm việc cho Chu tộc, nếu sau này thích tộc và Chu tộc nảy sinh mâu thuẫn, khi ấy bao nhiêu người tộc ta sẽ phải chết trong tay hai người này. Nét mặt Thích Thiên khá khó coi. Thích Nguyên tiếp tục nói, bây giờ bọn họ đã yêu nghiệt đến vậy rồi, nếu được Chu tộc dốc toàn lực đào tạo, khi ấy người dám nói mình nhất định có thể vượt qua bọn họ không? Mà nếu hai người họ đều đạt đến tuế nguyệt cảnh thì người biết lực sát thương của họ sẽ đáng sợ như thế nào không? Thích Thiên nắm chặt hai tay, vẻ mặt vô cùng xấu. Thích Nguyên khẽ lắc đầu, nhìn quanh một lượt rồi bảo, các vị trưởng lão, các ngươi nghe ta hay nghe vị tộc trưởng tương lai này? Các ngươi chọn đi, nếu chọn hắn thì bây giờ Thích Nguyên ta sẽ từ chức tộc trưởng, không quan tâm chuyện của thích tộc nữa. Nếu người khác dám chất vấn ông ta, thì ông ta đã đánh chết ngay rồi. Nhưng Thích Thiên thì khác, gã là thiên tài yêu nghiệt nhất trong lịch sử thích tộc từ trước đến nay, nếu ông ta dám có ý định giết Thích Thiên thì các trưởng lão trong tộc sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Hơn nữa, Thích Thiên đã là tộc trưởng mọi người nhận định, chỉ cần gã đạt đến tuế nguyệt cảnh thì quyền lợi trong tộc sẽ lập tức được chuyển giao. Bởi Thích Thiên quá yêu nghiệt đến mức có thể thay đổi vận mệnh hiện tại của thích tộc. Nghe thấy lời này của Thích Nguyên, các trưởng lão có mặt hơi biến sắc, nếu thật sự lựa chọn Thích Thiên lúc này thì thích tộc sẽ phải đối mặt với sự chia rẽ. Hơn nữa bây giờ vẫn chưa rõ đại cục của thích tộc, bắt buộc phải dựa vào Thích Nguyên. Một trưởng lão mau chóng nói, tộc trưởng, Thích Thiên vẫn còn trẻ, rất nhiều chuyện chưa thể suy nghĩ thấu đáo cũng là điều bình thường, ông giận hắn làm gì? Các trưởng lão khác cũng vội làm hòa.
Giờ phút này, thích tộc không thể bị chia rẽ được, dù là thích thiên hay thích nguyên đều không thể thiếu, phải biết rằng thích tộc hiện giờ vẫn chưa vô địch, nếu thích tộc bị chia rẽ vào lúc này thì sẽ bị chu tộc thôn tính sạch. Thích thiên và thích nguyên đều không lên tiếng. Các trưởng lão hòa giải đều hơi ngượng ngùng, có vẻ cả hai người đều không có ý nhượng bộ. Lúc này, Thích Như chợt chỉ vào Diệp Huyên ở đằng xa, ta thấy chuyện của tộc chúng ta tạm thời gác qua một bên kia, bây giờ chúng ta giết người này trước rồi mọi người ngồi xuống từ từ bàn bạc, đều là người một nhà, không có gì là không nói được cả. Nghe vậy, các trưởng lão khác nhanh chóng phụ họa, đúng, giết kiếm tu vô sỉ này trước đã. Giết kiếm tu. Hiển nhiên cách tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn bên trong là chuyển mâu thuẫn ra bên ngoài. Tất cả các cường giả của thích tộc đều nhìn Diệp Huyên, sát ý trong mắt không thể che giấu. Diệp Huyên nhìn Thích Thiên, ta thấy ngươi nên thay đổi suy nghĩ, nếu ta là ngươi, ta sẽ giết Thích Nguyên, tiêu diệt tổ tiên trước thì từ nay về sau thích tộc sẽ do ta quyết định. Các cường giả của thích tộc. Nghe thấy lời này của Diệp Huyên, nét mặt của nhóm cường giả thích tộc đều trở nên khó coi. Kiếm tu này thật sự không phải người. Thế mà lại ly gián Thích Thiên với thích tộc, lòng dạ hắn phải nham hiểm tới mức nào chứ? Lập tức có cường giả của thích tộc chuẩn bị ra tay, nhưng bị Thích Nguyên ngăn lại. Diệp Huyên hiện giờ đã ở tuế nguyệt cảnh, một cường giả bình thường mà đấu với hắn chắc chắn là tự tìm đường chết. Thích Nguyên nhìn Diệp Huyên, cười khẽ, Diệp Huyên, phải công nhận rằng ngươi và Đạo Lăng khiến ta rất bất ngờ. Đạo Lăng có thể trùng sinh niết bàn trong đường cùng, kích thích tuế nguyệt. Thiên phú này đúng là hiếm có từ xưa đến nay. Còn ngươi? Diệp Huyên cười hỏi, ta làm sao? Thích Nguyên hỏi, phía sau ngươi có người chống lưng đúng không? Diệp Huyên gật đầu, không giấu gì ông, đúng là như vậy. Thích Nguyên cười hỏi, mạnh không? Diệp Huyên cười đáp, cũng được, mạnh hơn ta một chút chút thôi. Thích Nguyên nheo mắt, nở nụ cười nhạt, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, một cường giả của thích tộc chợt trầm giọng bảo, tộc trưởng, người này đang kéo dài thời gian đấy. Diệp Huyên nói, vị trưởng lão này, không chỉ ta đang kéo dài thời gian mà tộc trưởng của các ông cũng đang kéo dài thời gian đấy. Nghe vậy, mọi người đều nhìn Thích Nguyên. Vẻ mặt Thích Nguyên không có cảm xúc gì, ta không biết hắn dùng cách gì để lên được tới tuế nguyệt cảnh, nhưng chắc chắn cách này có tác dụng phụ, chúng ta chỉ cần đợi, đợi một thời gian thì bí pháp này của hắn sẽ biến mất. Không chỉ vậy có thể hắn sẽ còn trở nên suy yếu. Nói rồi ông ta nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, ta nói có đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Lúc này trong lòng hắn đang mừng như mở cờ. Hắn dùng kiếm Thanh Huyên để thăng cảnh giới, có tác dụng phụ không? Thật ra không có, điểm thiếu sót duy nhất là bây giờ hắn vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được tuế nguyệt chi lực. Chỉ cần sử dụng tuế nguyệt chi lực thì như Thích Nguyên nói, đúng là hắn sẽ yếu đi. Nhưng nếu không dùng thì hắn sẽ không yếu. Diệp Huyên rất vui mừng. Nếu ba người phía Thích Nguyên cùng lên thì hắn thật sự không biết phải làm sao, dù hắn có kiếm Thanh Huyên nhưng ba người trước mặt này đều là tuế nguyệt cảnh hàng thật giá thật, cho dù họ đánh kiểu câu giờ thì cũng có thể vờn chết hắn. Xung quanh bỗng trở nên yên ắng. Cường giả thích tộc đang chờ. Thích tộc không biết đến sự tồn tại của tiểu tháp, vì vậy lúc này bọn họ không sốt ruột. Diệp Huyên cũng đang đợi. Lúc này Thích Nguyên chợt lên tiếng, Diệp công tử, theo như ta biết thì cậu có quen biết với Tần các chủ. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Thích Nguyên lại hỏi, hai người có quan hệ gì? Diệp Huyên cười đáp, bạn bè. Thích Nguyên khẽ cười, bạn bè, Diệp công tử đang đùa ta sao? Diệp Huyên cạn lời. Hắn phát hiện mình nói thật thì chẳng ai tin. Thích Nguyên chợt hỏi tiếp, Diệp công tử, rốt cuộc ngươi và Tần các chủ có quan hệ gì? Hiển nhiên là ông ta dè chừng Tần quan. Diệp Huyên trả lời, bạn bè. Thích Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không thể nào, theo như ta biết từ trước đến nay nàng luôn đơn độc không có bạn bè, ngươi không thể nào là bạn bè của nàng được. Diệp Huyên hơi nhíu mày, vậy ông nghĩ quan hệ của chúng ta là gì? Thích Nguyên im lặng một lúc rồi nói, không biết. Diệp Huyên. Thích Nguyên lại nói, Diệp công tử, nếu cậu cảm thấy có Tần quan cô nương ở đây thì thích tộc sẽ bỏ qua cho cậu thì cậu nghĩ nhiều rồi. Diệp Huyên cười, Thích Nguyên tộc trưởng, ông vẫn luôn nhắc đến Tần quan cô nương,
rõ ràng ông rất sợ nàng ấy. Hắn có thể nhìn ra được. Thích Nguyên rất dè chừng Tần Quan. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lại cười, Thích Nguyên tộc trưởng, ta nói thẳng cho ông biết, ta có người chống lưng, hơn nữa còn là người mà ông không thể động đến, hai bên chúng ta nên dừng lại tại đây làm hòa thôi, sau này không ai gây sự với ai nữa, ông thấy có được không? Thích Nguyên cười nhẹ, nực cười. Diệp Huyên không nói nên lời. Ngươi xem, ta đã ngả bài ngay từ đầu rồi mà chẳng ai tin. Lúc này, Thích Như chợt lên tiếng, tộc trưởng, có gì đó sai sai. Nói xong ông ta quan sát Diệp Huyên, hắn không có dấu hiệu bị phản phệ chút nào. Nghe vậy, Thích Nguyên cau mày, ông ta cũng đã phát hiện ra. Đến giờ sắc mặt Diệp Huyên vẫn bình tĩnh, hơi thở ổn định, không hề rối loạn. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa chợt ho khan dữ dội, sau đó sắc mặt hắn tái nhợt. Nhìn thấy cảnh này, Thích Nguyên và Thích Như sửng sốt. Mấy cường giả của Thích tộc thì cười nhẹ, Diệp Huyên đã bị phản phệ rồi. Thích Nguyên nhìn Diệp Huyên hỏi, hắn đang giả vờ à? Thích Như trầm giọng đáp, có khả năng này. Lúc này, một vệt máu trào ra từ khóe miệng Diệp Huyên. Thích Như và Thích Nguyên lại sững sờ. Đã chảy máu rồi. Ở phía xa, Diệp Huyên nhìn Thích Nguyên cười lớn, Thích Nguyên tộc trưởng, từ lâu ta đã nghe ông là cường giả đệ nhất vũ trụ châu thiên, ta muốn so chiêu với ông, mong hãy chỉ giáo. Thích Nguyên nhìn hắn, người sắp không trụ nổi nữa rồi. Diệp Huyên trợn tròn hai mắt, dường như thẹn quá hóa giận, vớ vẩn, ta vẫn còn đánh được. Ông lại đây đi, chúng ta đánh đơn. Thích Nguyên cười, Diệp công tử nóng nảy thế sẽ ảnh hưởng không tốt tới tâm cảnh đâu. Diệp Huyên nhìn chằm chằm Thích Nguyên như muốn dùng ánh mắt giết chết ông ta. Diệp Huyên càng như vậy, cường giả Thích tộc càng vui vẻ. Lúc này lại có máu trào ra từ khóe miệng Diệp Huyên, hắn vội vàng lau khô ngay. Thấy thế, các cường giả của Thích tộc đều không khỏi cười sung sướng. Dù sao cũng là dựa vào ngoại vật, không phải chính đạo. Thích Nguyên cười, Diệp công tử, nếu không gắng gượng được thì đừng gắng gượng. Diệp Huyên im lặng, nhưng cơ thể cũng bắt đầu dần dần run lên. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói thầm trong lòng, đạo lăng. Ngươi còn cần bao lâu nữa? Lão tử sắp không diễn được nữa rồi, máu cũng sắp bị lão tử phun ra hết rồi. Đạo lăng im lặng một lúc mới nói, Diệp huynh, ta gặp phải khó khăn rồi. Diệp Huyên. Đạo lăng nghiêm nghị nói, có rất nhiều vấn đề, ta không thể nào hiểu được, Diệp huynh, ta cần thêm chút thời gian. Ta. Diệp Huyên tức giận nói, vẫn cần thêm thời gian nữa. Có phải ngươi nghĩ là ta có thể một mình đấu được với cả Thích tộc không? Đạo lăng cười khổ, Diệp huynh, ta cũng hết cách mà. Ta chưa tiếp xúc với tuế nguyệt cảnh bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên nên gặp rất nhiều vấn đề khó hiểu. Diệp Huyên nói, chỉ là tuế nguyệt cảnh thôi, có gì khó hiểu chứ? Dứt lời, một cuốn sổ rơi xuống trước mặt đạo lăng. Đạo lăng ngẩn ra, Diệp huynh, đây là cái gì? Diệp Huyên hờ hững đáp, sổ ghi chép của ta, trong đó có viết một số quan hiểm và cách hiểu của ta về tuế nguyệt cảnh, ngươi xem đi. Đạo lăng do dự rồi mở ra xem, một lúc sau, đồng tử của y co rụt lại, mẹ kiếp, Diệp Huynh, thật sự là do Huynh viết à? Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, nếu không thì ai? Ít hầu đạo lăng trượt lên trượt xuống, run giọng bảo, Diệp Huynh, Huynh lợi hại thật. Trước đây ta cứ nghĩ Huynh là một tên vô dụng bất tài. Hổ thẹn, ta rất hổ thẹn. Vô dụng. Diệp Huyên. Đạo lăng vội nói, Diệp huynh, ta sẽ đột phá ngay đây, huynh gắng gượng thêm một lát, chờ ta ra rồi hai huynh đệ chúng ta liên thủ, búng tay một cái giải quyết toàn bộ Thích tộc. Bên ngoài. Diệp Huyên yên lặng đứng đó, thi thoảng lại nôn ra máu, lúc này áo trước ngực hắn đã loang lổ vết máu. Thoạt nhìn cũng hơi thảm. Nụ cười trên mặt đám cường giả của Thích tộc lại càng rạng rỡ hơn. Rõ ràng là Diệp Huyên sắp không gắng gượng được nữa rồi. Thích Như ở bên cạnh Thích Nguyên lại nhíu mày, có gì đó không đúng. Thích Nguyên nhìn Thích Như, làm sao? Thích Như nhìn Diệp Huyên chằm chằm, hắn chỉ nôn ra máu thôi chứ khí tức vẫn rất ổn định, hơn nữa tuy nhìn hắn tức giận nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh. Ta thấy là hắn đang giả vờ. Nghe vậy,
Thích Nguyên nhìn Diệp Huyên ở đằng xa, im lặng một lúc rồi tay phải chậm rãi nắm chặt. Lúc này, khí thế của Diệp Huyên bắt đầu yếu đi. Khí tức yếu dần. Nhìn thấy cảnh này, Thích Nguyên sững người sau đó bật cười lớn, sao vậy Diệp công tử? Cậu sắp phản phệ à? Xa xa, Diệp Huyên khép hờ hai mắt, nắm chặt hai tay. Thích Nguyên cười lớn, Diệp công tử, cậu dùng bí pháp để nâng lên đến tuế nguyệt cảnh, hậu di chứng của bí pháp này chắc chắn rất kinh khủng đúng không? Diệp Huyên chỉ nhìn ông ta mà không nói gì. Thích Nguyên lại cười khẽ, Diệp công tử yên tâm, bây giờ ta sẽ không ra tay với cậu đâu, chúng ta chờ được. Diệp Huyên đột nhiên nói, Thích Nguyên tộc trưởng, chúng ta có thể nói chuyện không? Thích Nguyên cười hỏi, nói chuyện, Diệp công tử muốn nói gì? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi bảo, Thích Nguyên tộc trưởng, ta thấy chúng ta không có ân oán gì, vì một chút chuyện nhỏ mà phải làm tới mức không chết không thôi, ta cảm thấy không đáng. Thích Nguyên chế nhạo, nhưng ta lại thấy rất đáng, cậu chưa nghe câu nhổ cỏ phải nhổ tận gốc bao giờ à? Hơn nữa nếu hôm nay Diệp Huyên cậu lớn mạnh thì cậu có nói chuyện với ta không? Không, sẽ không có chuyện này đâu. Diệp Huyên khẽ thở dài. Thích Nguyên lại nói, Diệp công tử, trên đời này rất nhiều lúc không có đúng sai, chỉ có lập trường, sự xuất hiện của hai người sẽ uy hiếp đến thích tộc ta, vậy nên hai người đáng chết, hiểu không? Diệp Huyên im lặng giây lát mới nói, hiểu rồi, ta sẽ nhớ kỹ lời ông nói hôm nay. Thích Nguyên bật cười ha hả, muốn trả thù sao? Tiếc là không có cơ hội này đâu. Diệp Huyên chợt phun ra một ngụm máu, hắn khom người, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, đúng lúc này Thích Nguyên nheo mắt rồi nháy mắt, giây tiếp theo một cường giả tuế nguyệt cảnh của thích tộc biến mất tại chỗ. Phụt! Một tia hàn mang chém thẳng về phía Diệp Huyên đang sắp ngã xuống phía xa. Còn Thích Nguyên thì cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng có người âm thầm cứu Diệp Huyên. Thực ra ông ta đang đề phòng Chu tộc, sợ cường giả của Chu tộc sẽ mạnh tay giải cứu hai người Diệp Huyên. Ngay khi cường giả tuế nguyệt cảnh vọt tới trước mặt Diệp Huyên chợt ngẩng đầu, giây kế tiếp hắn vọt lên, đâm ra một kiếm. Thấy Diệp Huyên chợt vùng lên như vậy, cường giả tuế nguyệt cảnh kia biến sắc, tên này đang giả vờ ư. Vùng kiếm quang chợt nổ tung, sau đó cường giả tuế nguyệt cảnh kia bị chém lùi về mấy vạn trượng, vừa dừng lại cơ thể ông ta đã tan nát. Các cường giả của thích tộc đều sững sờ. Thích Nguyên cũng hơi ngẩn ra, ông ta gằn giọng, hắn đang giả vờ. Diệp Huyên chớp chớp mắt, sau đó nôn ra một ngụm máu nữa, ai ra, không ổn rồi. Thích Nguyên tộc trưởng, ta thật sự không ổn rồi, tim ta đau quá, khó chịu quá. Tất cả mọi người, giả vờ, nét mặt các cường giả của thích tộc đều vô cùng khó coi, lúc này bọn họ đã hiểu. Diệp Huyên đang giả vờ, nhưng vấn đề là Diệp Huyên dùng bí pháp để thăng lên tuế nguyệt cảnh, sao lại không gặp phản phệ? Đây là điều mà Thích Nguyên không thể hiểu được. Sao có thể như vậy? Ở phía xa, Diệp Huyên cầm kiếm đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, Thích Nguyên tộc trưởng, ông có rất nhiều câu hỏi phải không? Thích Nguyên nhìn Diệp Huyên, vì sao ngươi không bị phản phệ? Diệp Huyên bật cười, muốn biết không? Thích Nguyên gật đầu, ta rất tò mò. Diệp Huyên cười tâu toét, ta không nói cho ông đâu. Thích Nguyên hơi híp mắt, giây tiếp theo ông ta chợt biến mất tại chỗ. Phụt! Không gian trước mặt Diệp Huyên chợt nứt ra thành một thời không khổng lồ rộng vạn trượng, tiếp đó, một bàn tay khổng lồ vươn ra từ trong vết nứt thời không ấy. Đoàng! Sau khi bàn tay to này xuất hiện, tinh vực rung lên kịch liệt, sau đó giống như thủy tinh bị búa đập vào, nổ tung đáng sợ. Trước bàn tay khổng lồ ấy, Diệp Huyên trông rất nhỏ bé. Nhưng trong mắt hắn không hề có sự sợ hãi. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại. Tĩnh khí. Ngưng thần. An tâm. Lúc này Diệp Huyên cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh, trong thiên địa chỉ còn lại một mình hắn và thanh kiếm trong tay. Đúng lúc này, bàn tay khổng lồ đập xuống. Tinh không lập tức bắt đầu hủy diệt. Diệp Huyên chợt mở mắt ra, hắn dậm chân phải hóa thành một kiếm quang bay vụt lên trời. Ù! Một tiếng kiếm ngân vang lên chấn động tinh không, sau đó một tia kiếm quang chém thẳng vào bàn tay khổng lồ. Bùm! Bàn tay khổng lồ rung lên dữ dội nhưng không vỡ, không những thế còn rơi thẳng xuống.
Ầm. Diệp Huyên rơi từ tinh không xuống mặt đất bên dưới, hắn vừa đáp đất, mặt đất đã xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy. Những không gian mà bàn tay khổng lồ ấy đi qua đều bị phá hủy toàn bộ. Trong tinh không, Thích Nguyên khẽ cau mày, dường như cảm nhận được có gì đó không đúng. Giây tiếp theo, con người của ông ta co rút lại, hắn muốn chạy trốn. Nói rồi ông ta lao thẳng xuống dưới. Vụt. Thiên địa lập tức bị xé toạc thành một lỗ thủng lớn. Tốc độ quá nhanh. Mà lúc này, Diệp Huyên đã dùng kiếm Thanh Huyên để biến mất trong vực sâu. Ở một tinh vực không rõ tên khác, một khoảng không gian bỗng nứt toác, một kiếm quang bay ra. Chính là Diệp Huyên. Sau khi đi ra, Diệp Huyên nhìn xung quanh, ngay sau đó hắn biến mất tại chỗ, nhưng lúc này thời không hắn ở lại nổ tung. Tiếp đó Diệp Huyên đang di chuyển trong thời không bị một lực lượng đáng sợ ép ra khỏi thời không. Diệp Huyên vừa ra, Thích Nguyên đã xuất hiện trước mặt hắn, đồng thời còn óc hai cường giả tuế nguyệt cảnh. Cường giả tuế nguyệt cảnh bị hắn chém nát thân thể đã hồi phục. Lúc này ông ta đang nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ánh mắt như muốn ăn thịt hắn. Thế mà vừa rồi ông ta lại bị chơi xấu. Đúng là một sự sỉ nhục lớn. Diệp Huyên nhìn ba người phía Thích Nguyên, quy tắc giang hồ, đấu đơn. Thích Nguyên mỉa mai, đấu đơn. Vì sao chúng ta phải đấu đơn với ngươi? Nếu ngươi có bản lĩnh thì cũng gọi người đi. Diệp Huyên do dự rồi bảo, như vậy không hay lắm. Thích Nguyên bình thản bảo, gọi đi. Diệp Huyên lắc đầu, ta không gọi. Thích Nguyên híp mắt, vì sao? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi đáp, Thanh Nhi ra đây thì không dễ thu dọn cục diện. Tiểu Tháp. Thích Nguyên chậm chậm nắm tay phải lại, người sau lưng ngươi không phải Tần Quan các chủ. Hiển nhiên ông ta bảo Diệp Huyên gọi người là muốn xem thế lực sau lưng hắn. Thật ra cho tới giờ ông ta vẫn hơi dè chừng, vì sao? Vì ông ta chưa rõ lai lịch thực sự của Diệp Huyên. Người như Diệp Huyên chắc chắn có lai lịch bất phàm, phía sau khẳng định có thế lực mạnh mẽ. Không làm rõ điều này, ông ta không thể yên tâm. Diệp Huyên hơi bực mình, Thích Nguyên tộc trưởng, ta đã nói với ông rồi. Người phía sau ta rất mạnh, thật sự rất mạnh, còn mạnh hơn cả Tần Quan các chủ nữa, ông tin ta một lần được không? Ta có thể thề, lần này ta thật sự không nói dối. Ông tin ta đi, người phía sau ta thật sự là vô địch đấy. Thích Nguyên nhìn Diệp Huyên, người định lừa ta đấy à? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, mẹ kiếp. Lúc này, Thích Nguyên lại lên tiếng, ngươi luôn nhấn mạnh người sau ngươi rất mạnh, nực cười. Cũng giống như người giàu có trong thế tục, có tiền không bao giờ nói là mình có tiền. Ngươi nói người sau lưng ngươi là vô địch hiển nhiên là bốc phét. Ta đoán đúng chứ? Diệp Huyên. Thích Nguyên nói tiếp, bây giờ ta gần như có thể khẳng định tuy phía sau ngươi có thế lực, nhưng chắc chắn không mạnh lắm. Nếu đã vậy thì ngươi chịu chết đi. Dứt lời, tay phải của ông ta chợt đưa lên trên. Bùm, nơi sâu trong tinh không chợt vang lên tiếng nổ, ngay sau đó vô số thần lôi tối màu xuất hiện, cả tinh hà đều rung lên dữ dội, vô số vật chất bắt đầu bị hủy diệt. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đây là cái quái gì? Lúc này, Thích Nguyên chợt hét lên, ngưng. Bùm. Ở nơi sâu trong tinh không, vô số thần lôi tối màu chợt ngưng tụ lại thành một thanh kiếm khổng lồ dài hàng vạn thước. Khoảnh khắc khi thanh kiếm được ngưng tụ. Bùm. Tinh hà hư ảo, vạn vật tiêu diệt. Tinh hà này hoàn toàn không thể chịu nổi thanh kiếm khổng lồ này, các cường giả của Thích tộc đồng loạt rút lui, uy lực của nhát kiếm này dù là nội quan cũng không chịu nổi. Rõ ràng là Thích Nguyên đang muốn giết Diệp Huyên. Cũng là điều bình thường, dù sao lúc này Thích Nguyên cũng chẳng còn lo lắng gì nữa. Bên dưới, khi Diệp Huyên nhìn thấy thanh kiếm khổng lồ đáng sợ này thì sững sờ. Cái quái gì thế này? Xa xa, Thích Nguyên tức giận chỉ vào Diệp Huyên, Diệp Huyên, ngươi cũng là kiếm tu, hôm nay ta sẽ cho ngươi chết dưới kiếm ngưng tụ từ tuế nguyệt thần lôi của ta, là kiếm tu, được chết trong tay kiếm tu cũng coi như là một trốn về không tồi. Diệp Huyên lưỡng lự, ông có muốn đổi chiêu khác không? Chắc là kiếm này không có tác dụng gì với ta đâu. Thích Nguyên tức quá hóa cười, vậy sao? Thế thì để ta xem ngươi đỡ nhát kiếm này thế nào. Diệp Huyên, ta nói cho ngươi biết. Vì luyện thần lôi trong tuế nguyệt mà ta đã mất cả mấy vạn năm, chiêu này ta chưa dùng với ai bao giờ, ngươi là người đầu tiên đấy, có phải rất vinh dự không?
Nói xong ông ta hạ tay phải xuống, chém. Chém. Ông ta vừa dứt lời, thanh kiếm khổng lồ trong tinh không chợt chém xuống. Vụt. Kiếm đi qua đâu, mọi thứ đều bị tiêu diệt. Tuế Nguyệt thần lôi, vạn pháp dưới thần lôi này đều bị hủy diệt, vạn đạo cũng đều hủy diệt, mọi vật đều không tồn tại. Các cường giả Thích tộc ở cách xa mấy chục vạn trượng đều mang vẻ mặt nặng nề, lúc này họ đã cách Diệp Huyên và Thích Nguyên mấy chục vạn trượng nhưng khi thanh kiếm kia chém xuống, bọn họ đều cảm nhận được sự tuyệt vọng. Là sự tuyệt vọng thật sự. Dù là cường giả nội quan cảnh ở trước Tuế Nguyệt thần lôi cũng chỉ nhỏ bé như một con kiến, đến ý nghĩ phản kháng cũng không có. Mà hai cường giả Tuế Nguyệt cảnh kia cũng nghiêm mặt, chiêu này quá đáng sợ, Tuế Nguyệt thần lôi này được luyện trong dòng sông Tuế Nguyệt, tuy Thích Nguyên luyện không nhiều nhưng cũng đã cực kỳ đáng sợ rồi. Mọi người nhìn Diệp Huyên ở dưới, trước mặt Tuế Nguyệt thần lôi này, Diệp Huyên nhỏ bé như con kiến không đáng nhắc đến. Sắc mặt Diệp Huyên bình tĩnh, không hề có vẻ hoảng sợ. Mọi người đều nhìn Diệp Huyên, đương nhiên bọn họ không cho rằng Diệp Huyên sẽ ngồi yên chờ chết, chắc chắn hắn sẽ tung ra chiêu lớn gì đó. Mọi người yên lặng chờ xem. Thích Nguyên cũng đang quan sát Diệp Huyên, ông ta cũng muốn xem Diệp Huyên sẽ tung ra chiêu lớn gì. Nhưng khi thanh kiếm khổng lồ mang theo uy lực hủy diệt thế giới phóng xuống đỉnh đầu Diệp Huyên, hắn lại chợt giang hai tay. Kích động nói, thế này thì ngại quá, ha ha. Dưới cái nhìn của mọi người, thanh kiếm đâm thẳng vào người Diệp Huyên. Bùm! Cơ thể Diệp Huyên run lên kịch liệt, sau đó thanh kiếm khổng lồ ấy bị hắn hấp thu. Mất rồi! Mọi người đều sững sờ. Thùng rỗng kêu to. Thích Nguyên ở đối diện Diệp Huyên hoàn toàn choáng váng. Mất rồi! Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, đầu ông ta ong ong. Đây là Tuế Nguyệt thần lôi mà ông ta luyện chế cả mấy vạn năm. Thế mà biến mất rồi. Xa xa, Diệp Huyên điên cuồng hấp thu năng lượng từ kiếm khổng lồ, lúc này hắn thật sự kích động cực độ. Tuế Nguyệt thần lôi. Đó là thứ có Tuế Nguyệt chi lực. Mà bây giờ hắn lại có thể trực tiếp hấp thu Tuế Nguyệt chi lực này. Khí tức của Diệp Huyên tăng vọt như núi lửa phun trào, động vào là mất kiểm soát. Sắp đột phá à? Lúc này bản thân Diệp Huyên cũng hơi choáng váng, hắn không ngờ mình cũng sắp đột phá. Nhưng bây giờ hắn đang là Tuế Nguyệt cảnh rồi. Nếu bây giờ đột phá thì sẽ đột phá tới cảnh giới nào? Cảnh giới tiếp theo còn chưa ra đời mà. Diệp Huyên hơi khó khăn. Lúc này Tiểu Tháp chợt cất lời, tiểu chủ, người có thể ổn định Tuế Nguyệt cảnh trước, chỉ cần người ổn định được thì sau này dù không dùng kiếm thanh huyên người cũng được coi là Tuế Nguyệt cảnh. Diệp Huyên do dự, được không? Tiểu Tháp trả lời, thử xem. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, để thử xem. Nói xong hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng đáng sợ trong cơ thể, sau khi hấp thu thì dùng cho chính mình. Ở phía xa, Thích Nguyên vẫn đang mờ mịt, ngươi, đang hấp thu Tuế Nguyệt thần lôi mà ta luyện chế. Diệp Huyên nhìn Thích Nguyên, nhanh chóng lắc đầu, đâu có, ông nhìn nhầm rồi. Diệp Huyên. Thích Nguyên đột nhiên gầm lên, sao ngươi có thể hấp thu Tuế Nguyệt thần lôi của ta, vì sao Tuế Nguyệt thần lôi lại không có tác dụng với ngươi? Vì sao? Diệp Huyên do dự một lúc rồi đáp, có lẽ là quá ít, không đủ uy lực, hay là ông phóng thêm vài Tuế Nguyệt thần lợi nữa ra đi. Biết đâu lại có tác dụng. Thích Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao có thể dùng ngoại vật để nâng tới Tuế Nguyệt mà không bị phản phệ, hơn nữa còn có thể hấp thu Tuế Nguyệt thần lực của ta? Người sau lưng ngươi là ai? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ông nghe tới thiên mệnh bao giờ chưa? Sắc mặt Thích Nguyên vô cùng âm trầm, chưa? Diệp Huyên vô cùng nghiêm túc nói, nàng ấy là vô địch. Thích Nguyên quát lớn, ngươi cho rằng ta ngu lắm à mà tin lời nói vớ vẩn của ngươi? Diệp Huyên, vẻ mặt Thích Nguyên vặn vẹo gớm ghiếc, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi đáp, ta là cha của ông, được rồi chứ? Diệp Huyên cũng hoàn toàn cạn lời. Mẹ kiếp! Nói tiếng người nhưng lại không có ai nghe, phải nói nhảm mới được. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, nét mặt của Thích Nguyên ở phía xa càng trở nên dữ tợn hơn, ngươi dám sỉ nhục ta. Diệp Huyên thở dài, ta thật sự không muốn sỉ nhục ông, là vì ông quá ngu, khiến ta không chịu được. Thật đấy, ta cảm thấy Thiên Diệp còn thông minh hơn ông,
Thiên Diệp chỉ là tự tin thái quá thôi, còn ông là ngu thật. Thiên Diệp. Thích Nguyên đang định phản bác thì Thích Như đột nhiên trầm giọng nói, tộc trưởng, đừng để hắn ta thao túng tâm lý. Ông ta có thể nhìn ra, lúc này tâm lý của Thích Nguyên đã bị rối loạn, đây là một tình huống vô cùng nguy hiểm. Vì thời điểm như thế sẽ dễ đưa ra quyết định sai lầm. Không nên đưa ra bất cứ một quyết định nào trong lúc tức giận. Nghe thấy lời của Thích Như, Thích Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau, ông ta dần lấy lại sự bình tĩnh. Không thể không nói, ông ta thật sự đã bị Diệp Huyên chọc giận. Tên kiếm tu này đúng là quá xem thường người khác. Thích Nguyên mở mắt ra, lúc này, tâm cảnh của ông ta đã bình thường trở lại. Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên nói, Thích Nguyên tộc trưởng, Tuế Nguyệt thần lôi gì đó khi nãy vẫn còn chứ? Dạy dỗ ta thêm đi. Nghe vậy, khuôn mặt Thích Nguyên nhăn nhó, đôi mắt đỏ bừng, suýt chút nổi điên. Tuế Nguyệt thần lôi. Đây là thứ ông ta tu luyện được qua 5 tháng. Mất tận mấy chục nghìn năm. Phải biết rằng, dù là ông ta cũng không dám tùy ý tiến vào dòng sông Tuế Nguyệt, vì nó thật sự quá đáng sợ, mà mỗi lần tiến vào đó tu luyện Tuế Nguyệt thần lôi, ông ta đều rất cẩn thận, sợ mắc phải sai lầm gì sẽ mất mạng ở bên trong. Mà qua mấy chục nghìn năm, cuối cùng ông ta cũng tu luyện được một tia thần lôi, ông ta lấy thần lôi làm nền tảng, lợi dụng ngoại lực khiến nó trở nên lớn mạnh hơn, có thể nói đây là một trong những lá bài tẩy của ông ta, dù là cường giả cùng đẳng cấp cũng khó mà đỡ được. Khi nãy, ông ta sử dụng Tuế Nguyệt thần lôi là muốn thẳng tay giết chết Diệp Huyên, nhưng ông ta không ngờ rằng nó lại bị Diệp Huyên hấp thu. Mấy chục nghìn năm vất vả lại đem dâng lên cho người khác. Nghĩ đến đây, Thích Nguyên lại cảm thấy đau lòng. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, Thích Nguyên tộc trưởng, ông làm sao thế? Không phải chỉ là một tia Tuế Nguyệt thần lôi thôi à? Sao ông nhỏ mọn vậy? À! Thích Nguyên đột nhiên gào thét, Diệp Huyên, dù người đứng sau lưng người thật sự vô địch, thì hôm nay ta vẫn muốn giết ngươi. Dứt lời, ông ta biến mất khỏi vị trí ban đầu. Thời gian phía trước lập tức nổ tung. Một hơi thở đáng sợ xuất hiện. Thích Nguyên nổi trận lôi đình, thực lực còn trở nên mạnh mẽ hơn. Diệp Huyên híp mắt lại, thân thể của hắn vẫn đang hấp thu những năng lượng kia, lúc này, hắn không tiện ra tay. Nhưng cũng đành chịu, hắn không ra tay không được, lúc này, một thanh trường thương đột nhiên chĩa vào trước mặt hắn. Oanh! Trường thương rung động dữ dội, sau đó bị đánh lùi, nhưng một khắc sau, có một cánh tay đã giữ nó lại. Diệp Huyên quay đầu, người ra tay chính là An Lan Tú. Thấy An Lan Tú, Diệp Huyên sửng sốt, Tiểu An. An Lan Tú bình tĩnh nói, huynh cứ yên tâm đột phá đi. Dứt lời, nàng cầm thương đi về phía Thích Nguyên. Diệp Huyên không nhiều lời, lập tức tiến vào trong tiểu tháp, khi hắn đi tới trước mặt Đạo Lăng mở mắt nhìn hắn, Diệp Huynh, huynh. Diệp Huyên lạnh lùng đáp, đột phá. Đạo Lăng sửng sốt, sau đó hỏi, Tuế Nguyệt. Diệp Huyên gật đầu. Đạo Lăng thoáng do dự rồi nói, Diệp Huynh, ta nhớ hình như huynh chỉ mới là ngoại quan, còn chưa đạt đến nội quan mà. Diệp Huyên nhíu mày, ai quy định không thể tu luyện vượt cấp chứ? Nét mặt Đạo Lăng cứng đờ. Diệp Huyên chớp mắt, Đạo Lăng huynh, chẳng lẽ huynh chưa từng tu luyện vượt cấp à? Đạo Lăng. Diệp Huyên nói, đừng nói nhảm nữa. Phải nhanh chóng tu luyện, thê tử của ta không chống đỡ được quá lâu. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Đạo Lăng im lặng một lát rồi lại hỏi, Diệp Huynh, khi nãy Huynh nói tu luyện vượt cấp là thật sao? Diệp Huyên gật đầu. Đạo Lăng nhíu mày, thế không hợp lý cho lắm. Diệp Huyên khẽ thở dài, tu luyện vốn không có vật cản, chỉ là lòng người quá phức tạp, quá nhiều suy nghĩ, vì thế tu luyện mới có cản trở. Nếu huynh có thể trong sạch không chút tì vết như ta, huynh cũng có thể làm được. Nói xong, hắn không suy nghĩ lung tung nữa, bắt đầu tập trung hấp thu Tuế Nguyệt thần lôi. Trong sạch không tì vết. Đạo Lăng nhìn Diệp Huyên, khẽ nhíu mày, y nhìn thế nào cũng thấy Diệp Huyên này không phải kiểu người trong sạch không tì vết, ngược lại còn hơi mặt dày, chẳng lẽ mặt dày chính là trong sạch hay sao? Nghĩ đến đây, Đạo Lăng thầm quyết định sau này phải thử mặt dày một chút. Bên ngoài, Thích Nguyên nhìn An Lan Tú trước mặt, khẽ nhíu mày, ngươi lại là kẻ nào?
An Lan Tú không hề nhiều lời, nàng lập tức biến mất, thường như tia chớp xuyên thủng bầu trời. Nội quan. Thấy thế, Thích Nguyên khẽ nhíu mày, một nội quan cũng dám ra tay với ông ta ư. Thích Nguyên vung tay áo. Ầm. An Lan Tú và Thương lập tức bị đánh lui, nhưng cả Thích Nguyên cũng liên tục lùi về sau. Lúc dừng lại, Thích Nguyên tỏ vẻ khó tin, ngươi. An Lan Tú không nói gì, nàng đột nhiên xông về phía trước, trường thương bay khỏi tay. Vụt. Một tia hàn mang bay đến trước mặt Thích Nguyên. Ngoài tốc độ nhanh, thương của An Lan Tú còn có một loại khí thế vô địch. Trong mắt Thích Nguyên có hàn mang lóe lên, ông ta mở tay phải, một thanh trường thương xuất hiện, một khắc sau, ông ta xông về phía trước, cũng đâm thương ra. Thương chọi thương. Trước đây ông ta cũng là một thương tu, đương nhiên ông ta không hề chú tâm vào thương đạo, đến cấp bậc của ông ta, có sử dụng vũ khí hay không đều không sao cả. Oanh! Thương mang đột nhiên nổ tung khắp không gian, một khắc sau, hai người đồng thời lùi lại. Trong lúc lùi lại, An Lan Tú chậm rãi nhắm mắt, một khắc sau, nàng giẫm chân phải, tinh không rung động, nàng dừng lại, nhìn về phía Thích Nguyên cũng đang đứng ở phía xa, nàng cất lời, võ đạo, thông thần. Ầm! Một khí thế đáng sợ đột nhiên dâng trào từ trong cơ thể nàng, khí thế mạnh mẽ lập tức càn quét toàn bộ tinh không, trong nháy mắt, khí thế của An Lan Tú thoáng chốc dâng trào, không đạt tới tuế nguyệt cảnh, nhưng khí thế của nàng đã gần tiếp cận với tuế nguyệt cảnh. Sắc mặt Thích Nguyên trở nên cực kỳ khó coi, bí pháp. An Lan Tú nhìn về phía Thích Nguyên, không hề nhiều lời, nàng ta lại biến mất khỏi vị trí vừa đứng. Oanh! Tinh hà xung quanh bị đánh tan thành vô số mảnh vụn. Lúc này, tuy An Lan Tú không phải tuế nguyệt cảnh, nhưng thực lực của nàng đã gần bằng tuế nguyệt cảnh rồi. Phải biết rằng, dù nàng không có nhiều tài nguyên như Diệp Huyên, nhưng nàng lại là đệ tử của An Võ Thần, sao có thể không có lá bài tẩy và thủ đoạn gì được. Chiêu thương này của An Lan Tú khiến sắc mặt Thích Nguyên thoáng chốc thay đổi, vì ông ta phát hiện chiêu thương này của nàng có thể tàn phá vật chất. Không có tuế nguyệt chi lực vẫn có thể hủy diệt vật chất. Thích Nguyên tỏ vẻ ngơ ngác, ông ta có thể chắc chắn chiêu thương này của An Lan Tú không hề có chút tuế nguyệt chi lực nào, nhưng uy lực của nó lại có thể hủy diệt vật chất. Sao có thể như thế? Thích Nguyên cảm thấy thật sự rất khó hiểu. Mà lúc này, chiêu thương kia của An Lan Tú đã đến trước mặt ông ta. Trong mắt Thích Nguyên lộ vẻ dữ tợn, ta không tin. Dứt lời. Ông ta thu hồi trường thương trong tay, siết chặt tay phải, trong nháy mắt, tinh không xung quanh rung động, sau đó, tuế nguyệt chi lực tập trung về phía ông ta, sau khi nó xuất hiện, tinh hà xung quanh dần trở nên hư ảo. Thích Nguyên xông về phía trước, chịu chết đi. Dứt lời, ông ta đấm tới một phát. Ầm. Thiên địa như gặp phải động đất, tinh không lập tức sụp đổ, mà lực lượng mạnh mẽ trong cú đấm của ông ta đều đánh lên trường thương trong tay An Lan Tú. Chống đỡ bằng sức mạnh. Oanh! Một quyền một thương vừa mới va vào nhau đã như hủy diệt đất trời, một lực lượng thoáng chốc dâng trào, trong nháy mắt, tinh không trong phạm vi mấy trăm nghìn dặm lập tức bị đánh tan, ngay cả lực lượng vật chất tối cũng tan biến vào lúc này, không còn tồn tại được nữa. Mà An Lan Tú và Thích Nguyên vẫn đồng loạt lùi về sau khi hai lực lượng đáng sợ va vào nhau, lực lượng sinh ra càng mạnh mẽ hơn, đối mặt với lực lượng này. Hai người đều không thể nào đỡ được. Trong lúc lùi lại, Thích Nguyên chợt gào thét, giết nàng. Giết nàng. Lúc này, Thích Nguyên cảm thấy hơi hoảng hốt. Vì ông ta phát hiện tuy cô gái trước mặt không có tuế nguyệt chi lực, nhưng lực lượng của nàng ta không thua kém gì tuế nguyệt chi lực cả, điều này thật sự quá đáng sợ. Đầu tiên là Đạo Lăng, sau đó là Diệp Huyên, bây giờ lại là cô gái này. Ba thiên tài yêu nghiệt siêu cấp. Khiến ông ta cảm thấy sợ hãi. Nhất định phải tiêu diệt. Lúc này, ông ta không muốn chiến đấu một mình để ra oai nữa. Khi nãy sở dĩ ông ta lựa chọn đấu tay đôi với Diệp Huyên và An Lan Tú là vì muốn một mình áp đảo hai người, sau đó ra oai, nhưng ông ta không ngờ hai người này lại yêu nghiệt đến thế. Tuyệt đối không thể cho ba người họ trưởng thành. Thích Nguyên vừa dứt lời, hai cường giả tuế nguyệt cảnh phía xa đột nhiên biến mất. An Lan Tú vẫn còn đang lùi lại hơi nhíu mày, nàng vung trường thương. Thương mang vừa xuất hiện đã vỡ tan, An Lan Tú lùi lại một lần nữa,
chẳng mấy chốc đã lùi xa mấy trăm nghìn trượng, mà nàng còn chưa dừng lại, một tàn ảnh đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng nàng một cách kỳ lạ. Lại một cường giả tuế nguyệt cảnh. Cộng thêm Thích Nguyên, nơi này có tổng cộng 4 cường giả tuế nguyệt cảnh. Tàn ảnh kỳ lạ kia vừa xuất hiện, An Lan Tú trợn mắt, nàng xoay người vung thương, nhưng chiêu thương này chỉ đánh trúng không khí. An Lan Tú thầm thấy hoảng hốt, nàng không kịp xoay người, chỉ xoay cổ tay đâm trường thương về phía sau. Ầm. Một tia hàn mang nổ tung sau lưng An Lan Tú, có một tàn ảnh liên tục lùi lại, mà gáy của nàng chợt xuất hiện một vết dao cắt rất sâu. Vẫn chưa dừng lại ở đó, một cường giả tuế nguyệt cảnh đột nhiên xuất hiện trên đầu An Lan Tú, sau đó đạp một phát. Oanh! Thời không nơi An Lan Tú đang đứng lập tức sụp đổ, sau đó, An Lan Tú rơi xuống từ phía chân trời, cuối cùng rơi vào tử gian chi giới, mà nàng vừa rơi xuống nơi đó, thân thể của nàng đã lập tức nổ tung, biến thành hư vô. Lúc này, một tàn ảnh lặng lẽ lao tới, sau đó, một tia hàn mang quét về phía cổ họng của An Lan Tú. An Lan Tú mở to mắt. Nàng đã không thể nào ngăn cản được nữa. 4 cường giả tuế nguyệt cảnh liên thủ tấn công, nàng có thể ngăn cản được sao? Xoẹt. Tia hàn mang kia vụt qua từ trong linh hồn của An Lan Tú. Oanh. Linh hồn của nàng lập tức mờ đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Thật sự bị giết chết. An Lan Tú nhìn về phía xa, có hơi mơ hồ, cứ thế kết thúc rồi ư. Hơi không cam lòng, hơi tiếc nuối. Nhưng cuối cùng vẫn kết thúc rồi. An Lan Tú chậm rãi nhắm mắt lại. Vào lúc An Lan Tú sắp biến mất hoàn toàn, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, sau đó bay vào trong linh hồn của nàng. Oanh! Linh hồn của An Lan Tú run rẩy, vốn đã sắp biến mất, bây giờ đã được một lực lượng thần bí giữ lại, sau đó dần ngưng tụ. Thanh kiếm này chính là kiếm Thanh Huyên. Không biết Diệp Huyên đã xuất hiện bên cạnh An Lan Tú từ bao giờ? Hắn nhìn An Lan Tú chỉ còn lại linh hồn trong suốt vô cùng yếu ớt trước mặt, nét mặt vô cùng bình tĩnh. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyên, 4 người họ đánh một mình ta, không đánh lại. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má của An Lan Tú, dịu dàng nói, chữa thương trước đã, chuyện sau đó cứ giao cho ta. An Lan Tú gật đầu, được. Nói xong, nàng tiến vào tiểu tháp. Diệp Huyên xoay người, lúc này, Thích Nguyên kia đang nhìn hắn chằm chằm. Thích Nguyên nhìn Diệp Huyên, thầm thấy khiếp sợ, linh hồn của cô gái khi nãy bị tuế nguyệt chi lực làm trọng thương, dưới tình huống bình thường, nàng chắc chắn không thể còn sống được. Nhưng ông ta chợt phát hiện, sau khi thanh kiếm kia tiến vào người cô gái, không ngờ linh hồn của nàng lại được giữ lại. Quá kỳ lạ! Quá đáng sợ! Thích Nguyên vô cùng khiếp sợ! Rốt cuộc thiếu niên Diệp Huyên này là ai? Vì sao thanh kiếm của hắn lại nghịch thiên đến như vậy? Thần vật như thế, dù đặt ở vũ trụ châu thiên cũng có thể xem là báu vật cao cấp nhất, nhưng vì sao ông ta chưa từng nghe nói tới? Thích Nguyên vừa thấy khiếp sợ, cũng vừa thấy nghi ngờ và bất an. Bất an một cách khó hiểu. Mà lúc này, ông ta đâm lao thì phải theo lao, không chỉ ông ta mà toàn bộ Thích tộc đều phải như thế. Đối mặt với thiên tài đáng sợ thế này, chỉ có thể bóp chết bọn họ từ trong trứng nước, không thể cho phép bọn họ trưởng thành. Đánh hổ không chết cuối cùng sẽ bị trả thù, phải nhổ cỏ tận gốc. Nghĩ thế, Thích Nguyên chậm rãi siết chặt tay phải, mà ở bên cạnh, 3 cường giả tuế nguyệt cảnh khác cũng đang nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Không chỉ có Thích Nguyên, 3 cường giả tuế nguyệt cảnh kia cũng hơi sợ hãi và lo lắng. Thiên phú của 3 người này thật sự rất đáng sợ. Nếu đến khi họ trưởng thành, thì đó sẽ là ngày tận thế của toàn bộ Thích tộc. Thích Nguyên hét lên, giết! Giết! Ông ta vừa dứt lời, 4 người đã lập tức xông về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, hắn vẫn chưa đạt tới tuế nguyệt cảnh, vì khi nãy nếu hắn tiếp tục đột phá, thì An Lan Tú sẽ phải chết. 4 cường giả tuế nguyệt cảnh đồng loạt ra tay ở tử gian chi giới là chuyện đáng sợ đến mức nào? Nếu ở bên ngoài, chỉ một người trong 4 người này đã có thể hủy diệt một vũ trụ rồi, mà lúc này, 4 người lại đồng thời ra tay chỉ vì giết chết Diệp Huyên. Bọn họ không muốn tiếp tục kéo dài, để lâu sẽ xảy ra biến cố, phải giết chết Diệp Huyên, như thế bọn họ mới có thể yên tâm.
cách tốt nhất để đối mặt với nỗi sợ chính là giải quyết nó. Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra, hắn mở lòng bàn tay, một tia kiếm quang bay tới, rơi vào trong tay hắn. Ầm. Diệp Huyên lập tức đạt tới tuế nguyệt cảnh. Dù hắn không đột phá ngay đến tuế nguyệt cảnh, nhưng hắn đã đột phá đến nội quan cảnh. Hắn có thể sử dụng kiếm thanh huyên để nâng cao hai cảnh giới. Sau khi đạt tới tuế nguyệt cảnh, khí thế của Diệp Huyên lập tức dâng cao, khí thế chẳng mấy chốc đã dâng đến đỉnh cao. Oanh! Tử gian chi giới lập tức chấn động. Sắc mặt mấy người nhóm Thích Nguyên ở phía xa lập tức thay đổi. Cái quái gì thế này? Khí thế của tên này đã vượt qua tuế nguyệt cảnh rồi. Lúc này, Diệp Huyên phía xa đột nhiên vung kiếm. Vụt, chiêu kiếm chém ra, không gian bên trong tử gian chi giới lập tức rung động. Một khắc sau, kiếm quang như thác xuất hiện. Ầm. Bốn người Thích Nguyên đang lao tới trước mặt Diệp Huyên lập tức bị tia kiếm quang này chém lui hẳn ra khỏi tử gian chi giới. Bốn người nhìn Diệp Huyên với khí thế vẫn còn đang tăng vọt bên trong tử gian chi giới, tỏ vẻ ngơ ngác. Đây là sắp đột phá tuế nguyệt cảnh sao? Lúc này, bốn người đều cảm thấy hơi hoang đường. Trên tuế nguyệt cảnh là gì? Không ai biết cả. Vì bây giờ, cảnh giới cao nhất ở vũ trụ châu thiên chính là tuế nguyệt cảnh. Mà còn là vì có tần quan, nếu không nhờ tần quan, có lẽ mọi người còn không phải là tuế nguyệt cảnh. Trước tần quan, người mạnh nhất của vũ trụ châu thiên chính là nội quan đỉnh cao, nhưng khi đó dù không có tuế nguyệt cảnh, nhưng mấy người nhóm Thích Nguyên vẫn là cường giả siêu cấp đứng đầu vũ trụ này, hơn nữa, bọn họ cũng khác với cường giả nội quan bình thường. Bọn họ đều cố gắng đột phá giới hạn của nội quan, muốn đạt tới cấp bậc cao hơn, nhưng đi con đường của người khác và con đường tự mở ra hoàn toàn khác nhau. Mà sau khi tần quan nói tuế nguyệt cảnh có thể khống chế được tuế nguyệt, các cường giả đứng đầu này lập tức như hiểu ra, tìm được một con đường tu luyện hoàn toàn mới, đó chính là tuế nguyệt chi lực mà tần quan nói, thông qua tu luyện tuế nguyệt chi lực đạt được tuế nguyệt, vượt qua vật chất, vượt qua vạn pháp đại đạo trên thế gian. Nhưng không một ai biết tuế nguyệt cảnh mà tần quan nói ra và việc phát hiện tuế nguyệt có thể khống chế là vì kiếm thanh huyên. Bên trong kiếm thanh huyên ẩn chứa tuế nguyệt chi lực. Thanh Nhi không sáng tạo cảnh giới, vì nàng đã không còn hứng thú với những cảnh giới này nữa, nhưng nàng lại biết rất rõ con đường mà Diệp Huyên phải đi tiếp theo, vì thế nàng mới để lại tuế nguyệt chi lực bên trong kiếm thanh huyên, cho Diệp Huyên một phương hướng. Mà điều đặc biệt của kiếm thanh huyên là gì? Là tăng lên hai cảnh giới, bất cứ khi nào, Diệp Huyên cũng có thể tăng lên hai cảnh giới. Hiện tại, Diệp Huyên đã đạt tới nội quan, tăng lên hai cảnh giới, đương nhiên chính là trên tuế nguyệt. Mà trên tuế nguyệt là gì? Diệp Huyên cũng không biết, nhưng hắn biết mình sẽ hiểu nhanh thôi. Khí thế trên người Diệp Huyên ngày càng mạnh, trong nháy mắt, khí thế của hắn đã đạt đến một tầm cao mới. Sau mấy giây, một khí thế đáng sợ tựa như núi lửa bùng nổ dâng trào từ trong cơ thể hắn. Oanh! Trong nháy mắt, tử gian chi giới lại bắt đầu sôi trào, sau đó sụp đổ. Trong khí thế đó, một lực lượng thần bí đáng sợ xuất hiện. Tuế nguyệt chi lực xung quanh cũng trở nên hư ảo. Tuế nguyệt chi lực không thể ngăn cản được lực lượng đáng sợ này. Đây là lực lượng gì? Bên ngoài, thấy cảnh này, mấy người nhóm Thích Nguyên khiếp sợ đứng im như những pho tượng không có linh hồn. Thật sự là trên tuế nguyệt. Thiếu niên trước mặt có cảnh giới trên tuế nguyệt. Khó tin quá. Sao có thể như thế được? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 199.